Nào, thổi đi xem. Thần kỳ quá, anh thẩm, làm sao anh làm được vậy? Tôi sẽ biến ra cho cô cái thú vị hơn nữa. Nhìn kỹ nha, bác sĩ Lưu, thích không? Chủ nhiệm thẩm, tôi họ từ. Không phải họ Lưu. À. <laughs> xin lỗi làm phiền rồi quên đóng cửa chúng ta tiếp tục bác sĩ thẩm sớm biết tuổi còn trẻ mà đã chết vậy thì đã ôm thêm vài cô em nữa rồi <laughs> đây là đâu chẳng phải mình đã chết rồi sao em gái đẹp quá hoàng hậu nương nương cuối cùng người cũng tỉnh rồi em có khuôn mặt baby kêu nhưng lại có thân hình của phụ huynh xem ra mình đã thật sự chết rồi chứ không sao lại tới thiên đường chứ Nương nương, người xem lớp phấn trên mặt người trôi hết rồi kìa. Nương nương, người qua đây xem lại đi. Bên này. Cô ta là ai? Là người đó nương nương ôi trời cậu em của mình đâu mất rồi thật sự mất rồi mất cái gì ạ à? để thần tìm giúp người đừng 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 không cần sao lại thành thế này làm sao đây nương nương người sao thế thật sự mất rồi chuyển ý chỉ thái hậu người là ai yêu hậu thẩm mộ vân thiên giáng tai tinh mệnh trung đái sát sát hại hoàng tử chuốc hại muôn dân là người xấu xa lôi ra ngoài chảm ngay lập tức em gái thẩm mộ vân là ai nương nương người bị ngốc rồi hả người là thẩm mộ vân đó thả ta ra trước thả ta ra trước đi có thể thả ta ra không dạ đại thần già đi chết đi có hiểu pháp luật không vậy còn dám chảm chết còn ý chỉ của thái hậu đại thần già nhà ông dám bắt ta ư ý chỉ của thái hậu mà cũng dám phản kháng đưa đi ta mới vượt thời gian có ngày đầu mà đã bị chém rồi nương nương khử ôi trời đại ca chắc không phải anh dùng cái này để chém đầu tôi chứ sao không giống với trên phim gì hết vậy chẳng phải thế tử phi là phải dùng rượu độc sao Ban rượu độc, người nằm mơ. Bác sĩ từ, tôi là chủ nhiệm thẩm nè. Em kêu họ thả ta ra đi. Cái gì mà bác sĩ từ? Bồn cung đường đường là quý phi. Tỷ tỷ, tỷ biết là mình không còn sống được lâu nữa. Cho nên mới ở đây giả điên giả ngốc phải không? Em nói em là quý phi ư, tỷ còn di ngôn gì nữa. Bây giờ hãy nói đi. Có thể cho ta trước khi chết, được sờ chân của em chút không? À. Đã tới lúc này rồi, tỷ còn dám chọc giận ta sao? Á, ha ha ha, vẫn là cô em có tính cách nóng này ta thích thật không hiểu tại sao ban đầu hoàng thượng lại thích tỷ ngay cả người khác chết con trai của mình mà cũng xứng làm hoàng hậu một nước lẽ nào đây là phần ký ức của thân thể này xem ra hoàng hậu này là một kẻ đáng thương còn quý phi này thì muốn cổ chết để chiếm ngôi vị mới làm ra chuyện này Em gái, sao em lại chắc chắn là tôi đã khắc chết hoàng tử chứ? Á. À. Không phải tỷ thì là ai? Quốc sư đã nói rồi, tỷ là tai tinh dáng thế, mệnh khắc hoàng tử. Vậy tại sao tôi không khắc chết con trai của cô trước chứ? Tỷ, á, à. tỷ buông tay tôi ra. Đau đau đau, thả miệng ra. Thẩm Mộ Vân, tỷ đợi đó cho tôi tỷ đợi tỷ chết rồi tôi sớm muộn cũng sẽ đưa thằng con trai của tỷ đi theo cùng tỷ đừng tưởng trông giống bác sĩ từ thì ta sẽ thương hoa tiếc ngọc ta đã xem nhiều tập phim chân hoàn truyện, lẽ nào lại không đối phó được cô thái hậu ra đáo có chuyện gì mẫu hậu đến bây giờ mà tỷ tỷ vẫn chưa biết hối cãi tỷ ta cắn tay con bị thương rồi con thấy tỷ ta bị điên thật rồi nhân lúc hoàng thượng gọi ta ra khỏi cung mau chóng chảm chết đứa tài tinh này đi còn không ra tay đi rõ khoan đã khoan đã ba ra à không vị này là gì ha tôi có cách chỉ khỏi cho ngũ hoàng tử mẫu hậu người đừng nghe tỷ ta nói bậy tỷ ta là kẻ quê mùa đến cả thái y đều bó tay hết cách thì sao tỷ ta có thể chữa được ai nói tôi không chữa được ôi em gái à ta thấy mặt cô sưng tấy môi bị xỉn màu chắc không phải là kinh nguyệt cô không đều chứ tỷ kinh nguyệt kinh nguyệt là cái gì ai ra cũng không biết Chính là ngày chảy máu của cô đó Tỷ Tỷ nói bậy cái gì vậy Thật không biết xấu hổ Đúng 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 Bà gì Nếu tôi không chỉ khỏi cho ngũ hoàng tử Tôi tình nguyện Bị ngũ mã phanh thây Đây là do cô tự nói đấy Ừ Cởi trói cho cô ta ấy Bãi giá về khôn ninh cung Mẫu hậu mẫu hậu thẩm mộ vân trốn được một lần không trốn được cả đời Chỉ không khỏi cho ngũ hoàng tử thì tỷ vẫn phải chết vốn dĩ còn có thể giữ được toàn thây thế nào tỷ thích bị phanh thây thành trăm mảnh hà á à. á à, đợi ta qua được ải này sẽ cho cô biết mặt thẩm mộ vân thẩm mộ vân tỷ đợi đó cho tôi tôi sẽ không tha cho tỷ đâu Tỷ tỷ cuối cùng cũng tới rồi, tôi còn tưởng tỷ trột dạ nên trốn rồi chứ. Tôi có gì mà phải trột dạ? Ngược lại là muội muội đó, hôm nay có phải là bụng có hơi nặng không? Chứ sao mồm thối thế? Con trai, mẫu hậu, người đến thăm con rồi. Con vui cái gì chứ? Chính là tỷ ta đã khiến con bệnh nặng, còn gọi mẫu hậu cái gì? Mẫu hậu con không phải tai tinh mẫu hậu tiêu nhi biết là không phải người chỉ là con sợ không cố được sau này không thể ở bên mẫu hậu được để tận hiếu với mẫu hậu chẳng phải chỉ là ngộ độc thực phẩm thôi sao cái gì mà sống mà chết chứ định dọa ai vậy nghe nói hoàng hậu nương nương có thể trị bệnh cho ngũ hoàng tử lẽ nào y thuật của người còn cao minh hơn cả đám thái y chúng thần ư so với các người thì y thuật của ta trên các người cả mấy nghìn năm Hoàng hậu nương nương chắc nói khoác thôi phải không? Để thần xem thử người làm sao chữa khỏi cho hoàng tử. Nhìn cho kỹ vào, lão giả thối. Đây là cái gì? Kim bạc sao? Đúng là chưa biết sự đời. Đây là châm cứu. Dừng tay. Ngươi muốn làm gì với hoàng tử của ai ra vậy hả? Đúng đó, cây kim thô như vậy. Chẳng phải là muốn lấy mạng ngũ hoàng tử sao? Đúng đó, mẫu hậu. Xem ra lời của quốc sư nói không sai. Tỷ ta là yêu hậu. Bà gì à, gì yên tâm đi. Tôi châm cứu xong thì đứa nhỏ bảo đảm sẽ khỏe. Nếu cô không chữa khỏi cho tiêu nhi của ai ra, thì ta sẽ bắt cô bồi táng cùng tiêu nhi. Được được được, gì cũng được. Ôi! Tiêu nhi! Tiêu Nhi, người đâu, người đâu, lôi thẩm mộ vân, ra ngoài ngũ mã phanh thây, hoàng hậu nương nương, người còn cứng miệng ư, nhìn tiểu hoàng tử là thấy sắp không ổn rồi. Ôi! Không còn đau bụng nữa, đầu cũng không đau nữa, không còn chỗ nào khó chịu nữa, được rồi, được rồi đó, chuyện này sao có thể? Ôi, thật sự khỏi rồi, người dùng cách gì để chữa vậy? Chuyện này không thể nào, cái này không thể nào, tay nghề luyện nhiều chút thôi, thua rồi thì đừng chơi nữa, người trẻ mà, người còn phải học nhiều lắm. Thôi vậy, nể tình ngươi đã cứu mạng của Tiêu Nhi, ai ra có thể tha cho ngươi hư chết, nhưng, vị trí hoàng hậu này thì người không thể tiếp tục ngồi nữa. Bà gì? À không, mẫu hậu, thần thiếp bị oan. Bệnh của đứa nhỏ này, vốn dĩ không phải do thần thiếp gây ra, là vì có người đã hạ độc nó. Cô nói cái gì? Người hạ độc là cô ta. Tiêu Quý Phi, tỷ nói bậy, tỷ có chứng cứ gì không? Muốn bằng chứng chứ gì? Được, Lưu Huỳnh. Có đây, hai món điểm tâm này là Tiêu Quý Phi mang cho Tiêu Nhi ăn. Nếu như ta đoán không sai, trong này chắc có lượng lớn nước ép nụ bạch hoa. Hoàng hậu nói không sai. Hoàng tử đúng là chúng độc vì món này. Hai bát nước này, tôi đã cho vào đó baking soda. Nước ép nụ bạch hoa có tính axit, còn baking soda có tính kiềm. Hai thứ này hòa vào nhau sẽ biến thành. Như vậy. Thật sự là màu tím. Đây là sự trung hòa axit ba giờ ở cấp 3 thôi. Có gì lạ đâu. Tiêu quý phi, cô có dám đặt tay của cô vào trong không? Mau, làm theo lời hoàng hậu nói đi. Mẫu hậu, mau làm đi. Còn không mau lên. Mau lên. Ôi. Cũng màu tím kìa. Đối với tôi, cô còn kém lắm. Tiêu Quý Phi, bây giờ cô còn gì để nói không? Mẫu hậu, thật sự không phải con. Nhất định là tỷ ta. Tỷ ta đã vù hại con. Người đâu? Lôi tiện nhân này ra ngoài chảm chết cho ta. Mẫu hậu, bị oan, con thật sự bị oan, nhất định là tỷ ta đã vu hại con, tỷ ta hãm hại con, thái hậu nương nương, đợi đã, quốc sư đại nhân, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Đây chính là quốc sư đã hãm hại mình, còn hất nước bất vào mình, nói mình là tai tinh, Ngũ hoàng tử vẫn chưa hề được chỉ khỏi, cái gì? Dáng vẻ hiện tại của Ngũ hoàng tử chỉ là ánh sáng lóe lên chốc lát thôi, còn về việc tại sao nước chuyển màu tím? Dám chơi trò với tôi à? Đợi mà xem đi, Thái hậu nương nương. Mọi chuyện đều do yêu nữ này gây nên. Mẫu hậu, người xem, thật sự không phải con, đều tại tai tinh này hại, tỷ ta hãm hại con đó. Thái hậu nương nương, yêu hậu này mà không loại bỏ thì giang sơn xã tắc khó bể yên. Người hỗn xược, người chỉ là một quốc sư thì đâu có quyền phán xét. Người giả vờ cái gì, cosplay à, có gì cơ, người ăn nói bậy bạ, đây là pháp khí, quốc sư phải không? ngươi luôn miệng nói ta là tai tinh ngươi có bằng chứng gì không tin phải không ai mà không biết làm chứ đúng lúc tối nay là đêm trăng tròn ta sẽ tự có cách khiến ngươi hiện hình ta sẽ đón xem Yêu nữ, còn không hiện hình. <laughs> Khởi bẩm Thái Hậu, người này là yêu quái hóa thành. Mau, lôi yêu nghiệt này ra ngoài chém đi. Đợi đã đợi đã, làm ơn đi. Đây đã là thời đại nào rồi mà các người còn tin vậy? Cô làm gì thế? khoa học sức khỏe ngươi và ta cố chấp mê tín dựa vào mọi người lá bùa này là đã được qua xử lý đặc biệt rồi chỉ cần dùng bột muối tiêu nhúng vào nước rồi vẽ lên đó mà bột muối tiêu dễ cháy rồi châm lửa đốt thì sẽ hiện ra cảnh tượng này nói năng bậy bạ bậy bạ ư thiên linh linh địa linh linh yêu tình ngươi mau hiện hình đi Wow Khởi bẩm Thái Hậu Tiêu quý phi này Cô ta là yêu quái hóa thành Cô Chuyện này sao có thể Mẫu hậu oan quá Còn không phải chư yêu Bây giờ cô mới biết là bị oan à Mọi chuyện đều là do tên này Khởi bẩm Thái Hậu Vi thần là đệ tử của Vân Hải chân Nhân Nhận được ý chỉ của bề trên Đến bảo vệ Hoàng Thất Thái Hậu tuyệt đối đừng mắc bẫy yêu nữ này phải đó mẫu hậu được thôi nếu đã như vậy tôi cũng không giả vờ nữa lật bài đây thực ra tôi là tiên nữ ba ba la chuyển thế kiếp trước được hoàng thượng cứu kiếp này tới báo ân thái hậu nương nương tuyệt đối đừng tin lời yêu nữ này không tin chứ gì mời bên dưới xem màn hình lớn đây Hả? nhìn kia nhìn kia là tiên nữ đó thật sự là tiên nữ không thể nào đại thần to gan dám dở trò trước mặt bổn tiên nữ lát nữa ta sẽ gọi điện cho diêm vương kêu hắn đánh ngươi rồi đẩy xuống 18 tầng địa ngục tiên nữ không không tiên nữ ba ba la tiểu đạo là ăn bậy bạ nên mới chọc nhầm người vô tình mạo phạm tiên nữ người đâu còn không mau lôi tên này ra ngoài chẳng đi tiên nữ tham mạng thái hậu tha mạng thái hậu tha mạng tạm, tạm biệt ngươi nha ha ha ba ba ha xin người thu lại tiên pháp mẫu hậu đây là khoa học đều chỉ là tác dụng của thành tựu khoa học thôi nhưng mà Tiêu Quý Phi và tên đại thần đó là cùng một ruột. Tỷ bớt ngậm máu phun người đi. Tiện nhân, người thông đồng với quốc sư mưu hại hoàng hậu. Ta nói người biết, người nên tự mình cùng với ai ra về kiểm điểm lại đi. Mẫu hậu, mẫu hậu. Em gái à, chẳng phải muội phải về kiểm điểm sao? Sao vẫn chưa đi nữa? Thẩm mộ vân, tỷ bớt đắc ý đi. Dù cho tỷ thắng được một lần thì làm sao? Hơn nữa dù Thái Hậu biết là tôi đã hại tỷ. Vậy thì sao? Chẳng phải bây giờ tôi vẫn không sao đó ư? Lợi hại quá. Hay là ta ban thưởng cho cô nha? Cúp Oscar ha. Tỷ. Tỷ bớt giờ trò kỳ lạ với ta đi. Không ngại nói tỷ biết. Mấy ngày sau các hoàng tử sẽ có cuộc thi. Người chiến thắng sẽ nhận được ngọc bội huyền long do chính tay Thái Hậu ban tặng. Phải biết là, đó là món mà chỉ có hoàng tử kế nhiệm mới có tư cách mang tiêu nhi nhà tôi từ chất thông minh không giống đứa con trai ngốc của tỷ mọi người đều nói lần này tiêu nhi của tôi sẽ giành hạng nhất ừ. cái này khó nói nha chúc cô may mắn á à, thẩm mộ vân tỷ đợi đó cho tôi tôi không tha cho tỷ đâu cô vui là được tỷ hừ Bệ hạ bớt giận, bệ hạ. Mộ Vân. Ê. Mộ Vân, chấm nghe nói muội xảy ra chuyện nên lập tức trở về. Ánh mắt này ướt át thế, nàng không sao chứ? Buồn nôn ghê. Là chấm tới muộn, anh ta đang làm gì vậy? Không sao thì tốt, tôi không thích kiểu này đâu ta biết gần đây ngươi chơi phụ nữ hơi nhiều muốn đổi khẩu vị nhưng ta cũng có tôn nghiêm và giới hạn của mình mộ vân nàng sao thế có phải nàng đã bị kinh sợ quá không nghĩ lại thì ông đây đang là phụ nữ mà mộ vân nàng đang trách ta không bảo vệ tốt nàng sao không có không có ta là nhũ tuyến gần đây có hơi phát triển áp hơi đau Nhũ tuyến ư, quan trọng không? Hay là chấm đưa nàng về nghỉ ngơi nha? Không cần không cần, tiểu lý tử, bãi giá khôn ninh cung, rõ bệ hạ. Hoàng hậu, tối nay chấm sẽ tới khôn ninh cung với nàng nha, có được không? Không cần đâu bệ hạ, đột nhiên ta nhớ ra gần đây thần kinh có hơi yếu, chỉ hợp ngủ một mình, đi trước nha bệ hạ. Hoàng hậu, đưa mạnh lên chút thoải mái quá tỷ tỷ cuối cùng tỷ cũng về rồi tỷ không biết đâu khi tỷ không ở đây làm các tỷ muội lo lắng lắm đó thật sao bảo bối phải đó tỷ 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 không biết khi tỷ không ở đây tiêu hà nguyệt đó kiêu căng cỡ nào đâu ngày nào cũng ngước mặt lên trời phải đó người không biết còn tưởng cô ta mới là hoàng hậu đúng 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 bổn cung một ngày chưa chết thì ả à mãi mãi là phi tần nào 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 các tỷ muội cùng tới uống rượu nào bổn cung đã chuẩn bị nhiều rượu ngon lắm lưu huỳnh rót rượu cho bọn ta dạ nhưng từ khi nào mà tỷ tỷ thích uống rượu vậy thế là muội không hiểu rồi mỹ nữ đi với rượu đó mới là thú vị tỷ tỷ biết đùa rồi sao giống như biến thành người khác vậy uống rượu uống rượu lát nữa ta sẽ dạy các muội chơi trò vui nào 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 cạn ly cạn ly rượu ngon. Cậu hoàng đế này, ngày nào cũng đều trải qua cuộc sống tốt vậy ư. Nào nào, thêm ly nữa. Cạn ly, cạn ly. Tỷ tỷ tới bắt muội đi. Ở đâu vậy các bảo bối? Tỷ tỷ, đừng chạy. Ở bên này, bên này cơ. Ở đâu vậy? Bên này đằng sau. Ha ha, ở đây. Các bảo bối ở đâu vậy? ở đây hả muội <laughs> muội ta bắt được muội rồi <laughs> ấy sao ngực của vị muội muội này lại phát triển như vậy á à, sao lại là ngài? các người thân là phi tần và hoàng hậu của chấm mà lại mở tiệc ban ngày ra thể thống gì bệ hạ tha tội còn không mau lui xuống Dạ bệ hạ. Đừng đi, đi đâu vậy? Ôi trời. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương là nữ lang. Mở tiệc vào ban ngày, nô tài nghĩ rằng chắc là nương nương còn bị hoảng sợ, nên mới tụ tập chơi đùa với các tiểu chủ nhân. Đúng đúng, đúng là như vậy. Vẫn là người biết nói chuyện. Hê hey hê, hey, cổ hoàng đế, bản thân hưởng thụ tốt như vậy, mà cũng không cho hưởng ké. Thôi vậy, hôm nay chấm tới muốn nói với nàng một chuyện. Mấy ngày nữa, các vị hoàng tử sẽ tham gia cuộc thi ở học viện, từ đó kiểm tra năng lực học của chúng. Mẫu hậu. Thằng nhỏ kháo khỉnh ghê, nhưng chấm đang nghĩ, tiêu nhi mới khỏi bệnh nặng, nên khỏi tham gia thì hơn. Người chiến thắng, đó là món chỉ có hoàng tử kế nhiệm mới được mang. Không được, phải tham gia, bắt buộc tham gia, nhưng sức khỏe nó, thân trai cường tráng, tham gia thi đấu không thành vấn đề. Nhưng, nhưng Long Thành phi tướng tại, nhất định có thể giành hạng nhất. Nhưng, tiếc là thân thương y chính đơn. Chuyện này không cần anh lo đâu. Thôi vậy, nếu Hoàng hậu đã kiên trì vậy. Vậy để Tiêu Nhi thử một lần, nhưng mà không cần miễn cưỡng. Dù cho Tiêu Nhi không giành được thành tích tốt, thì nó cũng là hoàng tử tốt nhất của chấm. Hoàng hậu là người ta yêu nhất. Ôi trời, nổi da gà. cuộc thi lần này chủ đề là trị quốc ta dạy con con đã nhớ chưa con nhớ rồi ạ à. Trị quốc giống như nấu ăn vậy dĩ đạo lị thiên hạ kỳ quỷ biết thần tốt tốt không hổ là con trai ta bầu không khí đã mạnh mẽ tới như vậy không giành mãn thầu không tranh khẩu khí đến lúc đó nếu con thua tứ hoàng tử ăn hại đó thì ta sẽ đánh mông con nghe chưa hả biết rồi ạ à, mẫu hậu Tại sao mày cũng đến tham gia cuộc thi hôm nay? Ai cho phép đồ ăn hại mày tới đây? Huynh có thể đến thì sao ta không thể? Còn nữa ta không phải đồ ăn hại. Mẫu phi tao đã nói mày là đồ ăn hại. Mày là vậy. Ta không phải. Mày phải mày phải. Mẹ mày còn là một hồ ly tinh không biết xấu hổ. Không được nói mẹ ta. Đánh nhau rồi. Chuyện gì vậy? Hai đứa làm gì vậy? Dừng tay cho ta. Tiên sinh, là huynh ấy mắng ta trước còn mắng mẫu hậu ta nữa. Nói bậy, tứ hoàng tử phẩm hạnh đoan chính ngài ấy sẽ không làm ra chuyện đó ngược lại là ngũ hoàng tử ngài học hành ít nhất định là ngài đã gây ra chuyện trước đúng không tiên sinh ta không có bình thường ngài không học hành chăm chỉ thì thôi đi còn vu oan cho tứ điện hạ ta thấy ngài là có vấn đề về phẩm hạnh đó tiên sinh ta không có không có cái gì quý phi nương nương người đến rồi ngươi giống y trang mẫu hậu ngươi đều là người có phẩm hạnh không đứng đắn một đứa trẻ ngoan đã bị thẩm mộ vân làm cho hư rồi ngươi nhìn cái gì thế nào ta nói xài ư Mẫu hậu của ngươi là tiện nhân Ngươi cũng là tiểu tiện nhân Á, à, thẩm mộ vân Tỷ dám đánh ta Đánh người đó thì sao Nè Thứ quát con, tính khí xấu xa Thẩm mộ vân, muội 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 đừng tức giận muội nhìn muội kia Tức cái là nếp nhăn lộ ra hết Tỷ nói bậy gì vậy Có hai vết kia Bên này cũng có Vết chân chim cũng lộ ra cả muội 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 lớn tuổi thật rồi còn già hơn cả ta Hoàng hậu nương nương, Người thân là chủ hậu cung mà lại nói ra những lời như vậy, không biết xấu hổ, bổn cung dạy dỗ à, mà quên mất lão già thối tha ông, đi chết đi nè. Người. Người cái gì mà người, ai không biết chỉ hả, lêu lêu lêu. Tỷ làm gì, Đời Sương Nhi giành hạng nhất, ta nhất định sẽ cáo trạng với mẫu hậu, làm bộ làm tịch, ta sợ quá ai, bệ hạ ra đáo. bái kiến bệ hạ thái hậu nương nương bắt đầu đi vâng thái hậu mời các vị điện hạ bệ hạ vì để kiểm tra sức học của các ngài nên đã đặc biệt tổ chức cuộc thi lần này tiếp theo sẽ do lão thần ra đề mời các vị điện hạ đáp đề không cần cưỡng cầu lượng sức lực mà làm đây là đáp án của đề thi lần này là ta đã mời trạng nguyên năm nay đích thân giải đó tốt quá rồi lần này vị trí thái tử sương nhi đã nắm chắc rồi mời các vị điện hạ nghe rõ đề thi lần này là vi quân chi đạo sau khi mọi người trở thành đế vương thì mọi người nên có suy nghĩ và nhận thức thế nào không ngờ lại thi cái này khó quá ta phải nghĩ thật kỹ nên đáp thế nào tiên sinh ta biết rồi sương nhi nhanh như vậy mà có đáp án rồi hả bệ hạ không biết đó thôi ngày nào sương nhi cũng rất nỗ lực thần thiếp kêu nó nghỉ ngơi mà nó cũng không chịu vậy để tứ điện hạ đáp đi nhi thần nghĩ rằng người là quân vương thì phải vì trời nắm chắc quyền lực nên nắm bắt thời cơ tận dụng mọi vật tận dụng mọi người rộng lượng bao dung với thiên hạ lồng ngực chứa được trăm sông tốt bao dung với thiên hạ lồng ngực chứa được trăm sông còn nhỏ tuổi mà đã có nhận thức như vậy, đã là rất tốt. Đây là đáp án do chính trạng nguyên năm nay làm cho. Thẩm mộ vân để tôi xem tỷ đấu với tôi thế nào. Xem ra chiến thắng lần này thuộc về tứ điện hạ rồi. Đúng thật, tuổi còn trẻ mà đã có nhận thức như vậy. Đã cắt đường lui của người khác rồi. Trông tỷ tỷ có vẻ không để tâm lắm. Lẽ nào ngũ hoàng tử có đáp án tốt hơn ư? Tiêu nhi, tung vài ba chiêu cho họ biết chơi đi. Dạ mẫu hậu ngũ đệ thua ta thì cũng không sao đâu có gì ngại đâu mà không dám nhận chứ đệ đừng nhẫn cưỡng nữa tiêu nhi con không cần vậy đâu dù cho con không đáp được phụ hoàng cũng sẽ không trách con đâu dù sao thì đáp án của tứ ca con đã là tốt nhất rồi nhi thần cho rằng lời tứ ca nói không đúng nhi thần có đáp án tốt hơn có lúc sự tự tôn của con người quá mạnh cũng không phải chuyện tốt tỷ 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 dạy hoàng tử thế nào vậy nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nó kìa cuộc sống không gì là không thể cứ đợi mà xem đi được nếu nó đã cho rằng đáp án của tiêu nhi ta không đúng Vậy để nó làm đề xem sao Để ta xem thử nó có thể làm ra gì đặc sắc hơn không Nhi thần cho rằng quân vương chi đạo Là xem con dân như mạng mình Tiếp tục học tập vì tương lai Vì vạn thế thái bình Phục vụ vì nhân dân Tốt Cái này Sao sao có thể? Câu trả lời kiểu gì vậy? Đều là rác rưởi. Tốt, tiếp tục học vì tương lai, vì vạn thế mà mở ra hòa bình, phục vụ vì nhân dân. Tốt, thật sự tốt, tiêu nhi thật sự có tố chất quân vương. So ra thì, vi quân chi đạo của Sương Nhi, vẫn có chút tính khí của đứa trẻ con, không bằng tiêu nhi, nhi thần cũng nghĩ như mẫu hậu. Theo ai ra thấy, người đầu bảng hôm nay đã có rồi. Chính là Tiêu Nhi, Thái Phó, ông còn ý kiến gì? Vi thần, vi thần. Người còn ý gì thì cứ nói ra đi nghe xem. Không dám, không dám. Đáp án của ngũ điện hạ thật sự quá tốt. Ý chí lớn, tư chất ưu tú. Có một bầu không khí hùng vĩ trong câu nói. Thật sự không có gì để chê cả. Tốt, tốt Tiêu Nhi. Miếng ngọc bội này ta ban cho con, coi như là phần thưởng của kỳ thi lần này, đa tạ hoàng tổ mẫu. <laughs> Tiêu Nhi, con thật sự đã cho chấm bất ngờ lớn, bất minh tác sĩ, nhất minh kinh nhân, đều nhờ có mẫu hậu chuyên tâm dạy dỗ, con mới có thể tiến bộ mau chóng. Vậy ư, mộ vân, từ khi nào mà nàng lại tài hoa như vậy? Bệ hạ, ta chẳng phải luôn như vậy sao? Bệ hạ vẫn là chưa hiểu về thần thiếp rồi đều là nói phu thê ân ái quan hệ giữa ta với hoàng thượng chẳng qua chỉ tới vậy thôi là chấm đã sơ xuất hoàng hậu tha lỗi cho chấm thần thiếp không phục thần thiếp không phục trước giờ hoàng hậu không học nhiều sao tự dưng lại trở nên tài hoa như vậy thần thiếp tố cáo hoàng hậu gian lận gian lận thi cử tội bất dung tha im miệng trong cung nghiêm ngặt tiêu quý phi ngươi không được ăn nói bậy bạ thái hậu này cũng biết điều ghê con không nói bậy Mẫu hậu, con thề, tỷ ta đã thật sự gian lận. Đáp án của nó không thể nào tốt hơn của Sương Nhi. Này, tại sao? Bởi vì đáp án của Sương Nhi là, là cái gì? Muội muội, sao muội? Còn hét to mà hét lố thế? Ai hét to hét lố? Tỷ đã gian lận mà còn không nhận. Vậy muội muội xem đây là cái gì? Hả? Sao cả giấy copy mà muội không cũng giấu đi vậy? Tỷ lấy khi nào đó? Tỷ trả cho ta, trả cho ta. Đừng làm ồn nữa, mời xem. Hả? Đây chẳng phải là đáp án khi nãy của Sương Nhi Ư. Cái chữ viết này là của Trạng Nguyên năm nay. To gan. Bệ hạ. Ngài nghe thiếp giải thích. Không phải vậy đâu. Ngài nghe thần thiếp giải thích. Còn gì để giải thích nữa? Vốn dĩ không làm được để tốt thì chẳng sao cả. Vì đố ký mà anh cho hoàng tử đi vào con đường xấu. Còn dùng tới cách gian lận. Người thật quá to gan. Bệ hạ bệ hạ. Thần thiếp nghĩ rằng Tiêu Quý Phi ở trong cung đã lâu, không thể câu kết với trạng nguyên khoa bảng mới được. Thái phó, thường ngày chấm luôn tin ngươi, mới để người dạy dỗ các hoàng tử, mà ngươi lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Xem ra ngươi đã già rồi, quay về dưỡng già đi, bệ hạ xin hãy tha mạng. Lúc này mà kêu thần quay về dưỡng lão, thì vãn tiết bất bảo, bây giờ mới biết vãn tiết bất bảo à. Vậy lúc ngươi dở trò đó, sao không biết vãn tiết bất bảo đi? Hoàng hậu, ta đã lớn tuổi vậy rồi, đừng nói ta nữa mà tuổi tác đã lớn vậy rồi bình thường chắc không ăn đút lót đâu ha lão già ông xấu xa vô cùng bệ hạ tha mạng người tha cho thần lần này đi người đâu ta không muốn thấy hắn nữa bệ hạ còn về ngươi khổ đồ vô cùng đáng tội chết ta nể tình ngươi là mẫu thân ruột của sương nhi sẽ tha cho lần này bắt đầu từ giờ giáng xuống quý nhân còn xảy ra chuyện như này nữa thì ngươi không cần nuôi sương nhi nữa đâu để tránh dạy xấu cho hoàng tử dạ thần thiếp viết rồi đều tại tiện nhân cô hại ta như vậy ta tuyệt đối sẽ không tha cho cô con quỷ nhỏ muốn đấu với ta à người còn no lắm trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ hi 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 bình hoa này chắc đắt tiền lắm wow cái này lớn hơn cái này mà cầm đi cầm đồ Thì chẳng phải mình giàu to rồi sao <laughs> Nương nương, tiểu lưu huỳnh Sao người chưa thu dọn gì nữa vậy Hôm nay bệ hạ sẽ tới đó Ngươi nói gì Nương nương, đừng nói người quên nha Hôm nay là ngày 1 Mỗi tháng cứ vào ngày 1 và ngày 15 Đều là ngày thị tẩm của người đó Bệ hạ đều sẽ đến khôn ninh cung Toi rồi, toi rồi, toi hết rồi. Toi cái gì ạ? À? Tiểu Lưu Huỳnh, cuộc đời này của ta giống như đi trên tảng băng. Cô nói xem ta có thể đi tới bờ bên kia không? Hả? Bệ hạ ra đáo. bệ hạ nương nương cảm thấy không khỏe nên đã nghỉ ngơi trước rồi không khỏe ư dạ để ta đi xem xem bệ hạ là bệ hạ tới rồi sao hoàng hậu sao nàng lại bọc người chặt như vậy còn chảy nhiều mồ hôi thế lạnh thần thiếp lạnh lắm Tại sao chấm không nghĩ tới chứ? Từ nhỏ nàng đã thuộc thể hàn, lần nào chứng bệnh thể hàn tái phát, đều là chấm dùng thân để làm ấm cho nàng. Hoàng hậu, nàng đang làm gì vậy? Bệ hạ, thần thiếp thực sự quá lạnh rồi. Bậy bạ, dù là thể hàn thì cũng không nên như vậy lỡ như mắc bệnh khó chữa thì sao nào để chấm cởi ra cho nàng thiếp đột nhiên không lạnh nữa thiếp tự cởi bệ hạ còn cởi nữa không Cởi đi, tại sao không cởi? Nếu không cởi thì sao chấm dùng thân sưởi ấm cho nàng được? Chấm từ nhỏ đã học võ, hỏa hấy dồi dào, chắc nàng đã từng cảm nhận rồi chứ. Hoàng hậu, hôm nay trông nàng đẹp vô cùng. Lẽ nào, cả đời ta anh Minh phải hiến dâng mình trong đêm nay ư? Bệ hạ à, thần thiếp đột nhiên không thấy lạnh nữa ngài không cần giúp ta sửa ấm đâu không lạnh nữa à vậy hôm nay đúng lúc bình thường mình nộp thuế lương thực cũng không có gấp như vậy làm sao đây rốt cuộc mình nên làm gì đây có rồi dùng cách hay làm phá hoại chỗ hiểm của cậu hoàng đế này tuyệt đối có thể khiến hắn không thể vực dậy trong vòng ba tháng hê 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 hoàng hậu đừng vội bệ hạ bệ hạ, tới đi. bệ hạ, ngài sao thế? cái này cần phải có công tác chuẩn bị. công tác chuẩn bị ư? chuẩn bị gì? bệ hạ, ngài chắc không phải. chấm đột nhiên nhớ ra có công vụ cần làm ngày khác chấm sẽ lại đến bệ hạ sao ngài lại bỏ đi vậy người đâu truyền thái y mau qua đây trò chuyện đã bệ hạ ha 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 hoàng đế ngốc này thật là chọc cười chết ta rồi nương nương người còn ở đây cười ngốc cái gì vậy tối qua sau khi hoàng thượng tới chỗ của người chưa tới một canh giờ thì đã bỏ đi rồi bây giờ cả hậu cung đều đang đồn người bị thất sủng đó tiêu hà nguyệt đó đắc ý vô cùng nào yên tâm đi địa vị của hậu cung ta không dịch chuyển được đâu dạ nhưng mà nói ra thì hoàng thượng này cũng đẹp trai đó chứ nếu hôm qua mà thật sự không không không, sao mình có thể liên tưởng tới cảnh đó chứ? Sao người lại tự đánh mình vậy? Người đừng làm hại cơ thể. Lưu Huỳnh, mau để ta ôm muội coi. Vẫn ổn, vẫn ổn. Mình không xảy ra vấn đề. Lưu Huỳnh ngoan, mau ôm ta đi. Trên người ngươi thơm ghê á. Lưu Huỳnh, bên ngoài cung, có nơi nào tương tự như Thanh Lâu không? Đưa ta đi chơi đi, Thanh Lâu ư. Các lâu lớn nhất kinh thành tên là Bão Nguyệt Lâu. Nhưng mà nương nương, người hỏi cái này làm gì? lưu huỳnh có muốn đi làm chuyện mà người lớn nên làm không nương nương chắc không phải người muốn không được không được nếu để bệ hạ biết thì người sẽ toi đời đó yên tâm anh ta sẽ không phát hiện đâu đi mẹ ơi con học thói xấu mất rồi khách quan mời vào bên trong mau vào đi khách quan lên trên chơi đi lên đây đi. Ôi trời, thế này cũng hoành tráng quá đi chứ. Các mỹ nhân, ca ca tới rồi đây. Ca ca lại tới tìm các bụi nè. Đó không phải là cung nữ bên cạnh hoàng hậu sao? Lưu huỳnh, chúng ta vào trong đi. Đừng mà đừng mà. Vét sạch bạc của các huynh bão nguyệt lâu không ngờ họ lại tới chỗ này mình phải mau chóng đi nói với hà nguyệt mỹ nhân ha 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 lưu huỳnh kể từ giờ hãy gọi ta là công tử công tử người thật sự quá thông minh nếu mặc như vậy thì chúng ta sẽ không bị người khác nhận ra rồi nhưng mà chúng ta làm sao đi tìm đàn ông được đàn ông ư ai nói là tìm đàn ông chứ chúng ta như vậy Đương nhiên phải là đi tìm các cô em thơm tho mềm mại rồi Ôi như vậy Không tốt đâu Đến rồi đến rồi Các mỹ nhân ta đến rồi Bệ hạ, nàng đến làm gì? Chẳng phải chấm đã nói, kêu nàng khoảng thời gian này kiểm điểm cho tốt vào sao? Bệ hạ, thần thiếp mà không tới thì chẳng biết tỷ tỷ sắp gây ra họa lớn gì nữa rồi họa lớn gì bệ hạ ngài không biết tỷ tỷ to gan cỡ nào đâu tỷ ấy dẫn như huỳnh đến bão nguyệt lâu đó bão nguyệt lâu ư nàng ấy tới đó làm gì còn làm gì được chắc chắn là đi tìm đàn ông rồi chứ chẳng lẽ lại đi đối thơ ca chắc tìm đàn ông ư lẽ nào là vì chuyện tối qua nàng ấy cảm thấy ta không được cho nên mới hoàng hậu tới bão nguyệt lâu làm sao nàng biết được chính mắt phụ thân của thiếp nhìn thấy tuyệt đối không sai được Tới khôn ninh cung xem thử hoàng hậu có ở đó không? Bẩm bệ hạ, nửa canh giờ trước, hoàng hậu đã dẫn Lưu Huỳnh xuất cung rồi. Nói là hôm nay có diễu hành hoa đăng, nên đi xem hoa đăng rồi. To gan. vì công tử này, vào chơi đi. Tới xem thử đi, he 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 tới đi ha ha xin hỏi một chút có từng nhìn thấy người phụ nữ trong tranh không không có không có mỹ nhân đợi ta thật ngại quá vị huynh đài này ngươi có từng nhìn thấy người phụ nữ trong tranh này không chưa từng nhìn thấy hóa ra ngươi bị cả lam à làm sao đây, làm sao đây, chắc bệ hạ sẽ không nhận ra mình chứ? Toi rồi, toi rồi, làm sao đây? Nếu để hoàng thượng phát hiện, mình sẽ chết mất, chắc không phải mình sẽ bị chém đầu chứ? Mình còn trẻ như vậy, mình không muốn chết đâu. Nương nương, người ở đâu vậy? Nương nương. Công tử, còn ta nữa, không thiếu muội được, nào 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 tới đây đi xin hỏi có từng nhìn thấy cô gái trong tranh này không không có cút đi cút đi đến bắt ta đi đợi ta với ha 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 là hải đường cô nương hải đường cô nương ra rồi đẹp quá hải đường cô nương công tử nhìn ngài kia chảy cả nước rãi ra rồi cô ấy là ai vậy thế nào ngài ăn trong bát xong giờ còn muốn ăn trong nồi nữa à ta không nói cho ngài biết đâu không ngờ hải đường cô nương lại ra ngoài đánh đàn hôm nay mọi người có phúc xem rồi hải đường cô nương đẹp quá ta điên cuồng vì nàng điên cuồng vì nàng nhan sắc này thì cũng bình thường thôi không thể so với nương tử nhà ta được có vợ rồi mà còn đến thanh lâu à thật là kẻ không ra gì <laughs> Nói với ca, cô ấy là ai? Cô ấy tên Hải Đường, là hoa khôi của chỗ chúng muội đó. Hoa khôi ư, cô ấy không nhìn chúng huynh đâu. Huynh từ bỏ đi, không nhìn chúng ta ư. Trên thế giới này, chưa từng có ai không thích ta đâu. Cô ta, thanh cao lắm, một nghìn lượng vàng đều không cần. Thứ cô ta xem trọng nhất là, là gì? là tài tình đó đây chẳng phải là thứ ta vốn có sao <laughs> tiếng hát ngọt ngào quá thật là tuyệt vời hay 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 quá hay rồi đây quả thật là tài sắc vẹn toàn mà quá hay rồi hải đường cô nương hát thêm khúc nữa hát thêm khúc nữa hát thêm khúc nữa đêm xuân ngắn ngủi nếu có vị công tử nào còn muốn nghe ta đàn tấu một khúc nữa thì hãy bước lên hôm nay hải đường muốn mời một vị công tử có tài tình cùng hưởng đêm xuân ngươi đã nghe rõ lời hải đường cô nương nói chưa phải có tài tình ta cũng làm một bài thơ hải đường cô nương thật tuyệt sắc phẩm hạnh bao dung lại dịu dàng ha 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 cái gì vậy trời ha 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 cút đi thơ của ngươi là cái thá gì hải đường cô nương nhìn chúng ngươi mới lạ đó thiên thu vô tuyệt sắc, diệm ngục thị giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vi thiên hạ nhân. Là dương đại nhân, là thám hoa của năm nay đó, nghe nói còn nhận được sự khen thưởng của bệ hạ, không hổ là thám hoa, vừa mở lời đã khiến mọi người kinh ngạc rồi. Những lời đồn này là đều tới từ đâu vậy? Chấm khen thưởng hắn khi nào? Cuộc thi đình năm nay là do thừa tướng đảm nhận thay ta, chấm còn chưa từng gặp hắn, tại hạ là thám hoa của năm nay, không biết có thể cùng thưởng rượu với hải đường cô nương không? Ôi trời, dám giành người của ông. Ây da. Dung tục vô cùng. Chắc ngươi sẽ không rằng chỉ như vậy là có thể chiếm được trái tim của hải đường cô nương rồi chứ. Thằng nhãi đâu ra mà lại hống hách như vậy. Lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Ngươi có biết người đang đứng trước mặt ngươi là ai không? Huynh ta là thám hoa của năm nay đó. Ngươi dám chê cười huynh ấy. Tiểu tử thật không biết trời cao đất dày. Uống có ly rượu thì đã không biết mình là ai nữa rồi ư. Nhưng dù có uống say thì cũng không nên ngang ngược như thế. Hoàng hậu nương nương, người định làm gì vậy? Nhanh như thân liễu thoáng qua, huyền nhược du long, vinh diệu hải đường. Hoa mậu xuân tùng. Nhanh như thân liễu thoáng qua, huyền nhược du long. Giống như vầng trăng bị mây che phủ. Phiêu diêu như tuyết trong gió thổi. Nhìn từ xa, như mặt trời tạo ra ánh sáng ban mai còn nhìn gần xinh đẹp như bông hoa giữa làn sóng xanh công tử dùng bài văn như vậy để miêu tả hải đường thật là có chút hổ thẹn từ ngữ đẹp đẽ tình cảm tràn đầy mà còn làm ra trong thời gian gấp như vậy người này rốt cuộc có lai lịch thế nào ngươi không thể nào tuyệt đối không thể ngươi chẳng qua chỉ là may mắn thôi trừ phi ngươi đáp được mấy câu đối của ta Bằng không làm sao cho thấy người tài hoa đến cỡ nào. Thôi được rồi đó. Nếu ta mà đáp được câu đối của ngươi thì ngươi mất mặt đến đâu nữa. Ngươi, vị công tử này, Hải Đường cảm thấy Dương Thám Hoa nói cũng có lý. Hay là Huynh cứ đáp vài câu đối của Huynh ta xem sao. Được được, vậy Hải Đường cô nương đã nói thế rồi. Vậy tại Hạ tất nhiên phải chơi tới cùng rồi. Nếu ta đáp được các câu hỏi của ngươi, thì ta cũng có câu hỏi muốn hỏi lại ngươi. Được, ngươi nghĩ ta sợ chắc đề bài ta ra là hải thượng sinh minh nguyệt đáp thành câu thành ngữ thiên thủy nhất sắc sao sao nhanh như vậy mà hắn đáp đúng rồi xem ra là ta đáp đúng rồi chứ gì nghe kỹ đây câu hỏi của ta là sắt mà để ở bên ngoài thì sẽ bị dỉ xét thế còn vàng thì sao đây là câu hỏi gì vậy đây là câu hỏi ngu ngốc gì vậy thật là tức cười chết mất hôm nay đến bão nguyệt lâu coi như là tới đúng chỗ rồi còn có kịch miễn phí để cho chúng ta xem nữa chứ còn tưởng ngươi lợi hại thế nào không ngờ ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta đó sắt để bên ngoài thì tất nhiên bị dỉ xét rồi còn vàng để bên ngoài tất nhiên sẽ không bị dỉ xét đây là kiến thức thông thường ngươi nghĩ ta ngốc chắc ngại ghê huynh đáp sai rồi cái gì ta đáp sai ư ta thấy ngươi là muốn kiếm chuyện đáp án đúng là vàng mà để bên ngoài thì sẽ bị trộm đồ ngu thú vị đấy hắn nói như vậy cũng có lý á chớ đúng thật nếu tôi mà thấy một thỏi vàng ở ngoài cửa nhất định sẽ cầm đi ngươi ngươi vậy là già mồm át lẽ phải thua là thua về luyện nhiều vào thua ta ngươi cũng không thiệt ta còn chưa thua đâu ta chỉ mới thua một câu thôi tôi lại hỏi ngươi chỉ biết dùng thủ đoạn gian xảo nếu hỏi mấy câu thơ thì cũng vào đó lần này ta sẽ hỏi ngươi về binh pháp xem thử ngươi có đáp được không hai quân tương đương hai tướng nhìn nhau cả hai vững chắc kiên cố, nhưng không dám tiên phong. Đó là tại sao? Đây là binh pháp, xem ra dương thám hoa tất tay rồi, nào ngờ lại ra đề khó như vậy. Tiểu tử này chắc lần này sẽ không trả lời được rồi. Hãy mau vẫy đuôi rồi cút đi. Ha ha ha, mình nhớ trong binh pháp tôn tử cũng có nội dung giống vậy. Dám hỏi ta binh pháp ư, ừ. tiểu tử ngươi cũng coi như là gặp xui. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, xem ngươi sau này có còn ra vẻ nữa không. Huynh, huynh có ý gì? là mọi người vẫn chưa biết tên của ta ha. Tại hạ bất tài, biệt hiệu là Thẩm Gia Cát. Thẩm Gia Cát ư? Là ai vậy? Ai vậy? Trong bộ dạng có vẻ rất lợi hại, trong bầy mưu nghĩ kế. Ngoài việc quyết thắng ngàn dặm. Hoàng hậu nương nương, đây còn là người ư? Nô tỳ sắp không nhận ra người nữa rồi đó. Đáp án của ta là: Dĩ khinh thốt nhi thưởng chi, tiện nhi dũng giả tương chi vô cơ vù bắc vô cơ vù đắc vi chi vi trận dĩ xúc kỳ chắc gọi là đại đắc hay hay làm sao người biết không thể nào tại hạ biệt hiệu là gia cát quân sư thẩm gia cát người này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại am hiểu nhiều như vậy lưu lạc ở dân gian ta vẫn còn câu hỏi còn câu hỏi ư được rồi không cần hỏi nữa gia cát tiên sinh hải đường ngưỡng mộ huynh gia cát tiên sinh tới phòng của hải đường đi chúng ta nói chuyện riêng được được chúng ta trò chuyện đêm xuân công tử công tử huynh đợi bọn ta với huy không cần bọn ta nữa sao ta cần ta cần các người đang làm gì vậy gia cát tiên sinh là của ta cái gì mà của cô lẽ nào cô muốn độc chiếm à huynh ấy là của bọn ta đúng đó huynh nói lời công bằng đi phụ nữ ấy phải biết rộng lượng một chút muội nói phải không hải đường cô nương vậy ra các tiên sinh nếu đã nói vậy vậy ta nghe theo huynh vậy các tỷ muội tới chơi cùng đi gì cơ ha 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 các người xem biểu cảm của dương thám hoa kia hắn như sắp tức chết rồi có người ngoài người có trời ngoài trời dương thám hoa à vẫn quá kiêu ngạo hừ người cứ chờ đấy người đừng hòng rời khỏi bảo nguyệt lâu một bước công tử ơi đến đây đến đây, công tử uống một ly đi, đến đi, bé yêu nhận một ly đi, công tử chàng chỉ uống rượu của họ thôi, không uống rượu của thiếp, uống uống uống, ta uống hết, đưa đây, đưa đây, uống rượu, bé yêu chúng ta nhảy đi, ha ha, nhảy cái gì, nhảy cái gì. Xong rồi, bé yêu, ta phải đi vệ sinh đây. Chờ ta về nhé, chờ ta về. Công tử đừng đi, lát nữa về nhé. Ừ. Thứ gì thế? Ừ. Có vẻ như thiếu gì đó. Mẹ kiếp, đã mất hết phẩm giá đàn ông rồi. nhìn cái gì mình không có à nhìn xem sao lại tự ti thế to thế mà mẹ kiếp sao anh lại đến đây anh biết tôi à suýt chút nữa thì quên mất bây giờ mình như thế này thì anh ta không nhận ra mình làm mình sợ quá không quen không quen anh có muốn cùng tôi đi uống một ly không rượu thì không cần đâu nhưng tôi vẫn rất quan tâm đến tài hoa của gia cát tiên sinh hay là đã quan tâm thì càng nên đi uống một ly rượu gặp bạn tri kỷ thì ngàn ly cũng không đủ anh bạn ừ. đi nào đi uống rượu nào các mỹ nhân ra lại quay lại rồi đây nhanh rót rượu cho công tử đây công tử đẹp trai quá lại đây uống một ly đừng đụng vào ta công tử đã đến chỗ chúng tôi rồi còn giả vờ gì nữa đúng rồi đúng rồi thiếp sẽ rót rượu cho chàng ta không uống rượu không uống rượu nếu không uống thì thiếp sẽ hôn chàng đó Vậy thì ta uống, đầy lên đi, đầy lên. Đầy lên, đầy lên, cuối cùng cũng có người giúp mình uống rượu. Nhưng tên hoàng đế này, giả vờ cũng khá giống đấy, cứ như chưa bao giờ đến thanh lâu, ai tin cơ chứ. Nào, ra cắt tiên sinh. Xin lỗi, tôi không thể ở lại được. Đừng đi mà công tử, nếu đã đến chỗ chúng tôi, chúng tôi phải chăm sóc chàng thật tốt. Ngồi xuống đi ta đã có gia đình rồi, đừng đụng vào ta. Hoàng đế giả vờ trong sạch cũng nên giả vờ cho đến nơi đến chốn. Sao còn giả vờ nữa? Sửa đổi quy tắc, đóng cửa thanh lâu. Nam nhân bên trái, nữ nhân bên phải. Thực sự sao? Thời xưa cũng kiểm tra phòng à? Nói người đấy, đứng dậy, đi. Được, được, được. Không được nói chuyện. Sao đúng lúc này? Nhất định không được để họ phát hiện ra thân phận của chấm. Nếu không chuyện hoàng đế và thanh lâu bị lộ ra ngoài thì thật là làm mất mặt hoàng gia ngài thì vệ trương ngài thật sự đã oan uổng cho chúng tôi gần đây ở bảo nguyệt lâu chúng tôi không có chuyện gì xảy ra cả thế à sao ta nghe nói hôm nay có một tên không biết sống chết dám cãi lại biểu đệ ta có chuyện này sao hắn ta là cái thá gì dám cả gan đối đầu với biểu đệ ta biểu đệ biểu ca nói đúng đấy có câu tục ngữ rất hay không xem mặt sư cũng phải xem mặt phật các người không nể mặt ta thì là không nể mặt biểu ca ta không phải ta nói sao ngươi còn lắc lư người vậy hôm nay tiểu tử ngươi chết chắc rồi người này là biểu ca ta hắn ta là đốc quý của kim vũ vệ giết ngươi chỉ là chuyện một câu nói hắn nói thật sao là giả ta chưa bao giờ nghe nói kim vũ vệ có thể tùy tiện giết người ngươi không biết chứng tỏ ngươi hiểu biết quá ít nếu ngươi không tin một lát nữa ngươi cùng hắn đi chết đi hay là thế này ta cho ngươi một cơ hội nữa chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận lỗi với ta Tự tát mình một trăm cái Rồi lớn tiếng nói Trương Đại Nhân, tôi sai rồi Ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? Ta, ngươi nghiêm túc à? Sao, ngươi không bằng lòng à? Ta đương nhiên không bằng lòng rồi Thế này đi, bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu hai cái Đến lúc đó ta sẽ cầu tình giúp ngươi Tha cho ngươi một lần được không? Ngươi bị dọa đến nỗi nói nhảm rồi à? Người đâu? Đem hai con chó không biết sống chết này, Kéo ra ngoài cho ta, đánh ghế chân, vô lễ, dưới đây là bản dịch của các dòng từ 124 đến 188, vô lễ, ta xem ai dám, ngươi là ai? Đến rồi, đến rồi, gọi là muốn tiết lộ thân phận hoàng đế rồi, tôi đang chờ xem các người khóc lóc thảm thiết. Chấm, ai, ai, ta chỉ đi qua thôi. Ha 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 ha. Ngươi chỉ đi qua mà lại kiêu ngạo như thế, ta cứ tưởng ngươi có gì đặc biệt. Không. Tôi biết thân phận của anh không đơn giản, nhanh chóng cho mọi người thấy đi, không thì chúng ta sẽ chết. Gia Cát Tiên sinh quả nhiên thông minh, ngay cả việc này cũng đoán được. Không phải, giờ còn bận tâm chuyện này à? Đây không phải điểm chính. Hai người đang nói gì vậy? Ngươi thật sự không coi ta ra gì à? Lên đi. Vâng, này. Ôi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ưm. Ừ. Trương đại nhân, Lý công công bên cạnh bệ hạ nói là đến tìm người lý công công sao ông ấy lại đến đây tìm người nhanh dẫn ta đi gặp ông ấy vâng hắn đến tìm ta các ngươi tìm hắn làm gì tìm ngươi ngươi có biết lý công công là ai không ông ấy là người được bệ hạ yêu quý ngươi muốn trèo cao à mơ đi không tin à đưa hắn vào hỏi thử xem đi nói với lý công công có một kẻ không biết sống chết nói là quen biết ông ấy muốn gây rối trước mặt ông ấy đi đi vâng một lát nữa Lý Công Công đến, nếu ông ấy không nhận ra ngươi, ta xem ngươi sẽ bị xử lý thế nào. Chuyện gì đây? Lý Công Công, ngài đến thật đúng lúc, tên không biết sống chết này nói là quen biết ngài, tôi xem hắn ta đúng là chán sống rồi, thật to gan, ta thấy ngươi mới là kẻ chán sông. Không phải, Lý Công Công, chuyện này, Lý Công Công, xử lý hai kẻ này cho ta. Vâng, bệ, à, công tử, người đâu? Kéo ra ngoài. Không phải Lý Công Công, hắn là ai? Thả ta ra, hai kẻ tiện nhân, các ngươi cũng ra ngoài. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Bệ hạ, ngài ra cung lâu vậy mà chưa về. Nô tài lo lắng cho bệ hạ lắm. Ta không có việc gì. À, đúng rồi, bệ hạ không phải ra ngoài tìm hoàng hậu sao? Hóa ra là anh ta đến tìm mình. Ta đang định nói với người chuyện này. Hiện giờ không biết hoàng hậu ở đâu. Nhanh chóng cử người đi tìm. Vâng, bệ hạ, à, đúng rồi. Để ta giới thiệu với ngươi, vị này là Gia Cát Tiên Sinh, Người đâu? Cái đai ngực này đúng là không phải đồ cho người mặc, khó chịu chết đi được. Bây giờ dễ chịu hơn nhiều. Gia Cát Tiên Sinh, sao ngươi lại ở đây? Tôi đang vội về nhà ăn cơm. Gia Cát Tiên Sinh, chấm muốn trò chuyện với ngươi vài câu, sẽ không mất nhiều thời gian. Ngài muốn nói gì? Gia Cát Tiên sinh thần cơ diệu toán, chắc hẳn đã biết thân phận của chấm rồi. Chấm chỉ muốn hỏi ngươi, có sẵn sàng vào cung làm mưu sĩ cho chấm không? Ôi không không không, tôi chỉ muốn bảo toàn tính mạng trong thời loạn, không mong nổi danh với chư hầu. Thời loạn, đã lâu không có chiến tranh rồi mà. Gia Cát Tiên sinh, ngực ngươi đang cục kịch cái gì vậy? Vừa rồi còn không có. Ờ, là bánh bao, đúng rồi, bánh bao, bánh bao, bánh bao để trong đó làm gì? Nếu ngươi muốn ăn thì lấy ra mà ăn, bệ hạ ngài có cảm thấy vị gia cát tiên sinh này có vài phần giống hoàng hậu nương nương không ngươi nói vậy thực sự khá giống nương nương lưu huỳnh cô nương lưu huỳnh người ở đây làm gì hoàng hậu đâu chạy cái gì ngươi là thẩm mộ vân thẩm mộ vân là ai tại hạ là thẩm gia cát vẫn còn giả vờ à bệ hạ ông ấy ông ấy thật sự không phải hoàng hậu nương nương nô tỳ chỉ thấy ông ấy giống quá nên mới nhận nhầm hoàng hậu vừa mới cùng nô tỳ xem đèn lồng chỉ là bỗng dưng lạc mất nô tỳ vẫn đang tìm hoàng hậu người thực sự vừa xem đèn lồng với hoàng hậu chắc chắn là như vậy bệ hạ ngài thấy người này ông ta rõ ràng là nam giới làm sao có thể so sánh với nương nương vẻ đẹp vạn phần được nói thế thì đúng là trẫm đã nhầm lẫn dù sao thì nếu hoàng hậu có đến đây cũng nên là để tìm nam nhân mới đúng nếu bệ hạ không tin tại hạ vậy tại hạ sẽ chứng minh rõ ràng gia cát tiên sinh không cần đâu ngài không tin tại hạ mà tại hạ nhất định phải làm cho ngài tự mình xác nhận gia cát tiên sinh thật thà xin đừng để bụng bệ hạ có thể tin tưởng tại hạ đó là vinh hạnh của tại hạ nhìn bệ hạ có vẻ có việc gấp phải không hay là bệ hạ đi giải quyết trước đi quả thực có việc gấp về việc mưu sĩ ta sẽ bàn sau với gia cát tiên sinh được được dám hỏi gia cát tiên sinh nhà ở đâu nhìn dáng vẻ anh ta nếu mình không nói nơi chính xác anh ta nhất định sẽ không chịu rời đi không sao tùy tiện mà nói một cái đi nhà tại hạ ở trên đồi cao đất vàng đất vàng đồi cao là nơi nào vậy chính là bên cạnh hào thành tốt Tốt, vậy ngày khác ta sẽ cử người đến đón ngươi. Gia dạ, Cát tiên sinh, cứ yêu cầu đi. Chỉ cần chấm có thể làm được, chấm sẽ đáp ứng, vâng vâng. Lưu Huỳnh, vừa rồi nương nương đi lạc ở đâu? Dẫn ta đến đó. Dạ, dạ, bệ hạ, đi hướng này. a à. Anh ta đã tin rồi, bệ hạ đi cẩn thận nhé. Ngươi chắc chắn hoàng hậu đã đi lạc ở đây. Vâng, bệ hạ, thật là hỗn loạn. Để hoàng hậu rời cung như vậy, không có bảo hộ đi cùng, ngươi không khuyên can gì sao? Nếu xảy ra chuyện, ngươi có mấy cái đầu để mất? Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận, bệ hạ, bệ hạ, hoàng hậu, nàng đã chạy đi đâu vậy? Ta lo lắng cho nàng biết bao. Bệ hạ, thần thiếp sợ quá. Có chuyện gì vậy, bệ hạ? Thần thiếp vừa rồi bị mắc kẹt ở một nơi rất tối thần thiếp sợ chết đi được may mà tìm được đường ra bệ hạ lúc nãy người định nói gì không có gì hoàng hậu không sao là được bệ hạ người vừa trách móc lưu huỳnh phải không bệ hạ đừng trách lưu huỳnh là do thần thiếp muốn ra cung bệ hạ muốn trách thì trách thần thiếp đi ta hiểu rồi sau này nếu nàng muốn xuất cung hãy báo trước cho ta một tiếng biết chưa lần sau thần thiếp nhất định báo trước vậy chúng ta trở về cùng nhé vậy vậy là không có chuyện gì nữa rồi có chuyện gì vậy hoàng thượng ra ngoài bắt gian đã lâu như vậy sao còn chưa về ta còn đang chờ xem kịch hay đây nương 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 bệ hạ đã đưa hoàng hậu trở về rồi cuối cùng cũng trở về rồi nhanh nhanh dẫn ta đi hôm nay ta nhất định phải hủy bỏ địa vị hoàng hậu của ả à ta ừm thẩm mộ vân những ngày tốt đẹp của ngươi đã hết rồi có bậc thêm phía trước cẩn thận nhé kỳ lạ thái độ của bệ hạ không nên như vậy bệ hạ dù tỷ tỷ có lập sai điều gì người cũng đừng trừng phạt quá nặng dù sao tỷ tỷ cũng là quốc mẫu mà hoàng hậu bị sợ hãi ngoài cung Hai ngày tới các ngươi không cần phải đến vấn an, để nàng ấy nghỉ ngơi, không ai được quấy rầy nàng ấy. A à, cái gì mà a, à? không nghe thấy lời chấm nói sao? Không phải, bệ hạ, à ta đã đến Bảo Nguyệt lâu mà. Vậy mà người không phạt à ta? Bệ hạ, thần thiếp không có. Thần thiếp làm sao có thể là người như vậy chứ? Ngươi còn giả bộ gì nữa? Phụ thân ta đã tận mắt nhìn thấy ngươi vào đó, chắc phụ thân ngươi đã già rồi mắt kém đi. Ngươi về bảo ông ta đừng có truyền bá tin đồn về hoàng hậu. Cẩn thận cái đầu của ông ta. Bệ hạ. Hoàng hậu, ta đưa nàng về nhé. Nàng không phải sợ tối sao? Cảm tạ bệ hạ. Bệ hạ thật tốt với thần thiếp. Bệ hạ. À. Tiện nhân, con tiện nhân này cũng không biết đã cho bệ hạ uống thuốc mê gì nương nương đừng giận cút đi nương nương tha tội thẩm mộ vân ngươi nghĩ rằng như vậy ta sẽ từ bỏ sao không thể nào tuyệt đối không thể ta nhất định sẽ không tha cho ngươi ta có nhiều cách để trị ngươi thẩm mộ vân ba nghìn lượng bạc mua lấy mạng ngươi ngươi thật sự có giá trị nhỉ sao vẫn chưa đến Đang ở đây. Sao lại là một đứa trẻ? Ngươi cũng chẳng cao hơn ta bao nhiêu. Ngươi chắc chắn là sát thủ của dạ ưng sao? Đúng vậy, ta là kiến tập của dạ ưng. Không đúng. Là sát thủ hàng đầu, hàn nhẫn. Đây là minh bài danh tính của ta. Sát thủ hàng đầu. Ngươi có nghiêm túc không? Ngươi chỉ trả 3.000 lượng, thì chỉ có thể mời được sát thủ như ta. Các sát thủ khác cần phải tăng giá. Tổ chức của các ngươi đúng là lòng dạ hẹp hòi. Ngươi biết ba nghìn lượng ta phải tiết kiệm bao lâu không? Được rồi, được rồi, ngươi là được rồi, chỉ cần giết được mục tiêu là được. Tỷ tỷ yên tâm, đảm bảo hoàn thành. <laughs> cái gì vậy không có gì cả đúng là một cao thủ <laughs> tham kiến nương nương lần này nhất định không có sai sót chịu chết đi anh con nít người nhận nhầm người rồi á à, á à. ha 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 ngươi là sát thủ sao tính cho người đi xa lần sau sẽ tìm ngươi <laughs> người đâu người đâu các người lùi xuống đi vâng nương nương sao rồi lưu huỳnh người về trước đi ta còn việc vâng nương nương này ra đây đi không phải đại ca tôi đi vệ sinh mà anh cũng phải theo sao làm sao cô phát hiện ra tôi anh làm sao mà lên đó? Làm sao cô phát hiện ra tôi? Người thuê anh đến giết tôi, đã trả tổ chức của anh bao nhiêu tiền? 3.000 lượng, thế anh được chia bao nhiêu? 30 lượng, bao nhiêu? 30 lượng, trời đất. Công ty của các anh đúng là quá đáng. Công ty nào chứ? Không đúng, nộp mạng đây. Khoan đã. Cho tôi mạo muội hỏi một câu. Anh một tháng nhận được bao nhiêu đơn? Đây là đơn đầu tiên của tôi. Cũng không lạ gì. Ý là sao? Khoan 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 Đi theo tôi làm việc nhé Tôi sẽ trả anh 500 lượng một tháng Cô, 1.000 lượng Cô, 2.000 lượng Được, ông chủ lớn Cô muốn giết ai? Người thuê anh giết tôi là Tiêu Hà Nguyệt phải không? Là một sát thủ chuyên nghiệp Tôi sẽ không bán đứng Tiêu Hà Nguyệt đâu Hay lắm Tiêu Hà Nguyệt Tôi đâu có nói ra Ừ không sao Tôi cũng chẳng nghe thấy gì cả nương nương chúng ta làm như vậy có phải là không được hay cho lắm không dù sao nàng ta cũng là phi tử của hoàng thượng làm như vậy bắt người đi có phải là hơi đúng vậy từ nhỏ đến lớn ta chưa từng làm gì xấu xa cả việc này thì có gì không tốt chứ các ngươi quên rồi sao lúc trước tiêu hà nguyệt đã bắt nạt các ngươi thế nào nấp kỹ nấp kỹ nhanh lên đến rồi chuẩn bị chuẩn bị a à. các người là ai làm gì đấy mau thả ta ra cô em gặp phải bọn cướp sắt rồi thẩm mộ vân đồ khốn mau thả ta ra sao ngươi nhận ra được đừng tưởng ngươi ép giọng thì ta không biết là ngươi thẩm mộ vân dù ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi Tỷ, tỷ, hoàng thượng đến rồi, đi, mau đi thôi. A, 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 đi thôi. Ngươi đồ tiện nhân, đồ khốn nạn, đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không ta sẽ bắt ngươi, cùng với đứa con tiện của ngươi mà ném xuống sông cho cá ăn. Tiêu Hà Nguyệt tiêu hà nguyệt ngươi là phi tử của chấm mồm miệng toàn những lời lẽ thô tục còn ra thể thống gì hoàng thượng là thẩm mộ vân ả à, ta dẫn người hoàng thượng hoàng thượng hoàng thượng thẩm mộ vân đồ tiện nhân ta nhất định không tha cho ngươi ta sẽ giết ngươi nào ăn thêm chút nữa đi nhìn nàng kìa dạo này gầy đi rồi mấy ngày trước chấm rất cung tìm nàng gặp được một cao nhân hắn rất tài giỏi ừ phải không hắn tên là thẩm gia cát nàng ăn từ từ thôi không ai tranh với nàng đâu chấm từ trước đến giờ luôn trọng dụng người tài chấm quyết định mời hắn làm mưu sĩ cho chấm nhớ đâu ý thiếp là nhớ đâu ông ấy không đồng ý thì sao một lần không được thì hai lần hai lần không được thì ba lần chấm tin rằng chỉ cần có đủ thành ý thì nhất định có thể làm cảm động gia cát tiên sinh trời ơi Tam cố Thảo Lư à, Thảo Lư, ai sống ở Thảo Lư chứ? Không có gì, không có gì. Bệ hạ, ăn cơm đi mà. Dù sao thì chỗ ở của hắn chấm cũng đã biết rồi. Sáng sớm nay chấm đã phái người đến đón hắn, chắc sắp có kết quả rồi. À, đúng rồi, hôm nay chấm mời một đoàn hát nam khúc vào cung diễn, lát nữa đi cùng chấm một chuyến nhé. À ư, ừ, được thôi. Người mau ăn đi, sắp nguội hết rồi dưới đây là bản dịch của các dòng từ 98 đến 150. Ôi, tỷ tỷ sướng hí thật đẹp. Hoàng hậu, nàng xem mệt rồi đúng không? Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Bệ hạ, người có mệt không? Thần thiếp gần đây học được cách xoa bóp. Có thể giúp thông kinh lạc. Thần thiếp giúp bệ hạ xoa bóp nhé. Không cần đâu. Bệ hạ, đây là người ta đặc biệt học cho người mà. Người để thần thiếp xoa bóp nhé. Không cần đâu, nguội nguội tỷ tỷ đây gần đây có hơi đau vai cổ bệ hạ không muốn xoa bóp thì đến xoa bóp cho ta đi hoàng hậu nàng bị đau vai cổ à sao không nói với chấm vậy thì tốt nàng đi xoa bóp cho hoàng hậu đi bệ hạ lời của chấm không còn giá trị nữa sao thần thiếp không dám không dám mà còn không nhanh qua đây xoa bóp cho ta yên tâm nếu ngươi xoa bóp cho ta thoải mái tỷ tỷ sẽ không quên ơn ngươi đâu dám coi ta như là hầu gái ngươi chờ đấy đợi đến khi ta đè bẹp ngươi ta sẽ cho ngươi biết tay. Ngươi không phải nói là ngươi đã học đặc biệt sao? Sao ngay cả huyệt vị cũng không tìm được? Nhanh lên đi. Ta muốn bóp chết ngươi, đồ tiện nhân. Ôi, thoải mái quá. Bệ hạ. Gia Cát Tiên Sinh nói gì rồi? Bẩm bệ hạ, nô tài không tìm được Gia Cát Tiên Sinh. Không tìm thấy. Chấm đã đưa địa chỉ rồi mà. Sao lại không tìm thấy? dọc bờ sông thành đều đã tìm rồi hoàn toàn không có nơi nào gọi là hoàng thổ cao pha người thần cũng đã hỏi hết rồi mọi người đều nói chưa từng thấy người như vậy tất nhiên là không tìm thấy rồi tìm thấy mới lạ đấy trẫm sớm nên nghĩ ra điều này gia cắt tiên sinh này sao có thể tiết lộ thông tin thật sự cho trẫm chứ quá chủ quan rồi vậy tiếp theo bệ hạ tính làm gì ạ à? dù có phải trả giá nào cũng phải tìm ra hắn vâng bệ hạ gia cắt tiên sinh này là ai mà lại có thể khiến bệ hạ để tâm đến vậy nếu như mình có thể lôi kéo người này về phe mình trước muội muội sao ngươi lại dừng tay tiếp tục đi thẩm mộ vân ngươi cứ chờ đấy đồ tiện nhân dám sỉ nhục ta như vậy nương nương tiêu đại nhân đã đến cuối cùng người cũng đến phụ thân mau ngồi đi phụ thân việc con nhờ người điều tra mấy hôm trước đã điều tra được thế nào rồi đã điều tra ra rồi người mà bệ hạ đang tìm tên là thẩm gia cát gặp vài ngày trước tại bảo nguyệt lâu nghe nói người này tài năng xuất chúng học thức nguyên bác phụ thân tướng ta nhất định phải lôi kéo người này làm quân sư của chúng ta như vậy sẽ tô điểm thêm cho gia tộc tiêu của chúng ta yên tâm đi phụ thân nhất định sẽ cố gắng hết sức phụ thân dạo này con sống trong cung không được yên ổn nơi nào cũng bị thẩm mộ vân lấn át mấy ngày trước không biết cô ta phát điên gì lại bắt con xoa bóp vai cho cô ta suốt hai canh giờ xoa bóp đến mức tay con tê cứng nguyệt nhi yên tâm đợi phụ thân tìm được thẩm gia cát được bệ hạ sủng ái đến lúc đó phụ thân nhất định sẽ giúp con dạy dỗ thật kỹ thẩm mộ vân không biết trời cao đất dày cảm ơn phụ thân bệ hạ sứ thần tây lương đến ít kiến tây lương quốc Mỹ nhân Tây Lương Quốc, phong cách dị quốc chắc hẳn có một hương vị rất đặc biệt. Tìm một nơi nào đó để họ nghỉ ngơi đi. Nhưng bệ hạ, sứ thần khăng khăng muốn gặp hôm nay, và thái độ rất kiêu ngạo, nói rằng nếu ngài không gặp, thì chứng tỏ sợ Tây Lương họ. Thật là ngông cuồng. Nếu đã như vậy, thì truyền họ vào yết kiến. Vâng. Truyền sứ thần Tây Lương vào yết kiến. Sứ thần Tây Lương diện kiến đại chủ nhân Đại Lương. Bình thân, không biết sứ thần vì sao lại khẩn trương muốn gặp chấm. Thật không dám giấu, tôi được lệnh từ chủ quân Tây Lương của mình. Đặc biệt đến đây thăm hỏi, vậy chủ quân của các ngươi giao cho người nhiệm vụ gì? Chủ quân, xin hãy bình tĩnh. Xin mời tiên sinh, trời đậu, lão hát. Ôi trời, thật đen, đây là ai? Đây là thứ gì đây? cười một cái đi không thì hắn không thấy được đâu ha 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 đây là đại quân sư hộ quốc của tây lương người ta gọi là đại thông minh nghe nói rằng nước đại lương của các người có nhiều mưu sĩ trí giả vô số vì vậy đặc biệt cử hắn đến để so tài một phen ngạo mạn như vậy hóa ra là mang theo một quân sư đầu chó hoàng hậu nói vậy là gì đây quân sư đầu chó là gì rõ ràng là một quân sư đầu đen vậy nên bệ hạ có muốn thử thách một phen không bệ hạ không nên đồng ý đâu đúng vậy bệ hạ chắc chắn họ đã chuẩn bị trước chắc chắn có âm mưu bên trong đúng vậy bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ bệ hạ im lặng nếu chấm không dám đồng ý chẳng phải sẽ làm mất mặt đại lương hay sao chấm đồng ý thử thi thử tốt bệ hạ thật dũng, dũng mãnh rất hợp ý ta vậy nếu đã là thử thách thì tốt nhất là có cược mới thú vị chứ <laughs> ngươi muốn cược gì bệ hạ hãy bình tĩnh <laughs> trời ơi mỹ nhân tây vực đây mà bệ hạ hãy xem đây đều là mỹ nhân của nước tây lương chúng ta Cược rất đơn giản. Sau một ván quyết định thắng bài, ai thua thì phải dâng tặng một mỹ nhân. Nếu bệ hạ thua, ta cũng muốn chọn một mỹ nhân của nước đại lương, được. Bệ hạ nhất định phải thắng đấy. Yên tâm, đại lương nhiều người tài giỏi, sẽ không thua đâu. Nhưng thời gian có hơi gấp rút, chấm chưa chuẩn bị sẵn sàng. Bệ hạ, điều này không sao đâu đất nước đại lương của các người nơi nào cũng sinh ra mỹ nhân nếu ngài đồng ý ta sẽ tự do lựa chọn ngài thấy thế nào được vậy nếu ta thắng ta muốn phi tần của người thật kích thích đấy thô lỗ thật vô lễ thật là không biết xấu hổ thật là nói mơ giữa ban ngày ta thấy các ngươi điên rồi nói ra những lời như vậy ngươi nói thế là sai rồi đó là lời vàng ngọc của bệ hạ các ngươi nói ra Ta chỉ nói là muốn một mỹ nhân đại lương. Tơ, ta, ta cũng không nói là không được chọn người trong hậu cung mà. Hay là bệ hạ không có ai trong hậu cung? Nói vậy, Bệ hạ, vị hoàng hậu bên cạnh ngài. Ta thấy thật là không tồi. Nhưng bệ hạ yên tâm, ta sẽ không giành lấy hoàng hậu của ngài ngay từ ván đầu tiên. Đừng lo, thô lỗ, ngươi là loài cóc ghẻ gì, mà dám trêu ghẹo hoàng hậu của ta, dám dòm ngó hậu cung của ta máu me sôi sục ta thích lắm hôm nay ta nhất định sẽ đưa nàng đi <laughs> dám khiêu khích ta người chết chắc còn dám dòm ngó mỹ nhân của ta nàng yên tâm ta nhất định sẽ không để nàng có chuyện gì đâu chúng ta không nói thêm lời dư thừa ngài muốn cử ai ra ứng chiến thần nhất định sẽ vì đại lương vì bệ hạ mà sông pha lửa đạn không từ nan tốt để ngươi ra ứng chiến nếu thắng ta sẽ trọng thưởng tạ bệ hạ chúng ta đã là khách từ tây lương vậy chúng ta đưa ra một quy tắc nhỏ một bên đưa câu hỏi một bên trả lời chỉ cần trả lời đúng thì có thể đưa đi mỹ nhân của đối phương nếu trả lời sai người thắng sẽ tiếp tục ra câu hỏi cho đến khi đối phương trả lời đúng có thể tốt ta đồng ý quy tắc của ngươi tốt vậy khách đến thì là khách để chúng ta khách ra câu hỏi trước có thể tốt xử lý hắn nghe rõ câu hỏi đầu tiên của ta có bao nhiêu loại chiến thuật hỏa công đáp án của ngươi là gì không thể trả lời phải không cái này nói cái gì ta cũng không hiểu ta phải hiểu ngươi không hiểu sao cái này vậy dễ rồi nói lại lần nữa được ta sẽ nghĩ ra đáp án ừ ý của quân sư chúng ta là hỏa công chia thành mấy loại cái này có ba loại, ba loại nào? Quân sư của chúng tôi nhìn màu da là biết ngay là chuyên gia hỏa công đó. Hắn ta rõ ràng biết đại lương chúng ta không giỏi hỏa công, chỉ là cố tình gây sự thôi. đã không trả lời được rồi. ôi, rõ ràng là bệ hạ nhường chúng tôi mà. bệ hạ, nếu ngài không trả lời được, thì 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 phán ưu tiên chúng tôi thắng rồi. vậy thì chúng tôi sẽ không khách sáo đâu. Xem 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 Người chọn nam làm gì? Nữ, nữ Cái này, đem đến làm việc Bên kia, nhanh lên nhanh lên Đem đi, thuộc phi muội muội Thuộc phi muội muội đừng Đừng, hoàng thượng đừng mà Cứu cứu thiếp với, không sao đâu một lát nữa tất cả những tỉ muội của nàng sẽ phải đến đây để ở với nàng. Quân chủ, có tiếp tục không? Chủ... Tiếp tục. Tiếp tục xử lý hắn. How do you orient or determine whether it's disadvantageous or disadvantageous for our side on the mark? Chủ... Cái này nghe không hiểu. Ngươi không hiểu phải không? Ta cũng không hiểu. Ta cũng hiểu rồi. Ha <laughs> <laughs> Thì là như vậy. Quân sư của chúng ta hỏi cách dùng địa hình trên đường hành quân để xác định có lợi hay bất lợi cho chúng ta cái này à ừm ôi lại không trả lời được cái này cái này cái này rõ ràng là quốc vương đại lương nhường chúng ta mà quốc vương xin lỗi vậy thì ta sẽ chọn người lần này ta muốn nàng này làm việc làm việc đúng 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 bên này đem đi tỷ tỷ cứu muội tỷ tỷ cứu muội yên tâm tỷ sẽ nhất định thắng đưa muội về ha ha giá mà có gia cát tiên sinh ở đây thì tốt biết bao những câu hỏi này gia cát tiên sinh chắc chắn có thể trả lời bệ hạ thiếp muốn đề cử một người ứng chiến đã đến lúc nào rồi ngươi đừng làm dối thêm bệ hạ thiếp không làm dối thực không giấu gì phụ thân thiếp đã tìm thấy vị gia cát tiên sinh bí ẩn đó cách đây nửa tháng Thật hay giả? Có thật không? Chắc chắn à? Bệ hạ, mau đưa hắn lên đây. Ôi, hóa ra là lương chủ muốn tìm viện trợ bên ngoài. Cũng được, cũng được. Nếu đã tìm viện trợ bên ngoài, thì vị phi tần này can thiệp nhiều quá gây rắc rối. Yên tâm. Ván sau ta sẽ chọn nàng. Ngươi, ngươi thật vô lễ. Khiến ta tức điên rồi. Tiêu Hà Nguyệt lại lả lơi. Chỉ có ta mới có thể trêu chọc Ngươi là con cóc gì chứ Bệ hạ Gia Cát Tiên Sinh đã đến Người này chính là Gia Cát Tiên Sinh Đúng vậy, thần Tìm mãi mới tìm được Nhìn không giống lắm Gia Cát Tiên Sinh Nhanh trả lời đi Sử chết hắn đi Hạ gục hắn ta đi Nếu như người đã đến rồi Vậy thì ta sẽ tiếp tục ra đề Mời nghe cho rõ ây không được rồi cứ tiếp tục như vậy các mỹ nhân sẽ bị đem đi mất bệ hạ bụng thần thiếp đau quá tiếp phải đi giải quyết mau đi đi À Này này, tôi nói này quận vương đã qua hết bao nhiêu giờ rồi cái này cái này vẫn chưa có câu trả lời gia cắt tiên sinh không phải ông nguyên bác đa mưu đa kế sao mau trả lời đi nói đi nói đi nói đi nào nói nói mau nói đi nói đi nói nói đi tôi còn không biết ông ta đang nói cái gì đây vốn không phải là gia cắt tiên sinh ngươi rõ ràng là đồ giả mạo ngươi đâu lôi hắn ra ngoài ngươi lại là hàng giả sao bệ hạ bệ hạ lôi hắn ra ngoài cho ta bệ hạ ha 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 đi thôi đi theo ta nào tiểu mỹ nhân bệ hạ cứu thiếp bỏ nàng ấy ra bệ hạ bỏ nàng ấy ra đây đây là tên nào nữa gia cát tiên sinh tại hạ là gia cát tiên sinh cũng có thể gọi là gia cát quân sư không không tiên sinh à À, hai chữ đó không biết viết không quan trọng. Rất quan trọng đấy. Vừa nãy, cái tên bị lôi ra chảm cũng không phải Gia Cát Tiên Sinh. Bây giờ lại nhảy ra một tên Gia Cát Tiên Sinh. Đây đây rốt cuộc các người có bao nhiêu Gia Cát đây? Bao nhiêu cầu tiên sinh? Bớt phí lời đi. Mau ra đề đi. Ra đề nữa sao? Không cần ra đề mới. Đề vừa nãy ngươi có thể trả lời ta xem ngươi lợi hài. Xin hỏi hỏa công có bao nhiêu loại? năm loại không phải ngươi nói có ba loại thôi sao có ba loại mà tại sao lại có năm loại một là hỏa nhân Hai là hỏa kích, ba là hỏa truy, bốn là hỏa khố, năm là hỏa đội. Gây hỏa phải có nguyên nhân, pháo hỏa phải có chất dẫn. Á à, ha 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 ha. Ha ha, ha ha Này người chơi cũng vui quá nhỉ? Vì gia cát tiên sinh này, lại cả nhân vật nào vậy chứ? Lại có thể liệt kê được 5 loại phương thức. Chậm biết hắn nhất định làm được. Ta không chỉ có thể liệt kê năm loại phương thức hỏa công, ta còn có thể nói cho người biết, hỏa công này, phải xem chuẩn xác thời tiết và ngày giờ. Thiên thời này, chính là phải chọn ngày có thời tiết can khô, ngày phải là khi có ánh sáng mặt trăng mới được, cơ bích rực trần khi hội tụ bốn tròn sau này. Chính là ngày có gió. Gia các Tiên sinh này không chỉ hiểu hỏa công, còn biết cả tinh tượng, xem ra đại lương này vẫn còn có người tài. Ừm xem ra ta đã trả lời đúng rồi chứ <laughs> Việc này Tiêu quý phi muội muội, Nàng an toàn rồi Gia Cát Tiên Sinh Đẹp trai quá Vẫn còn bọn ta nữa Gia Cát Tiên Sinh làm cái gì vậy hả Vậy ngươi hãy ra đề đi nếu đã do ta ra đề Vậy chúng ta thi tải mưu kế đi Ai kể ra nhiều mưu kế hơn Người đó sẽ giành phần thắng Thấy thế nào, có được không Được ưng, ra đề đi Bên ta và bên địch khi ở thế bất lợi tuyệt đối Cho hỏi có những kế mưu gì ta không biết ngươi không biết ngươi lại còn ra vẻ như vậy được à ngươi ây ra không biết phải không ta nói cho các người biết mỹ nhân kế khổ nhục kế liên hoàn kế không thành kế kế cuối cùng là chạy bạn nãy ngươi nói không thành kế là có ý gì cho hỏi ngươi là đang thỉnh giáo ta sao hãy đưa cho ta ngàn lượng vàng đi dựa vào cái gì chứ sao ngươi không đi cướp luôn đi ngươi đang hỏi mưu kế đó chính là thiên cơ. Ngươi sẽ không hề thiệt thòi. Ta không lỗ sao? Ngươi nói xem ta có lỗ hay không? Không lỗ không lỗ cái gì chứ? Không đưa tiền, ngươi còn muốn đưa tay không nhận đồ sao? Làm gì có đạo lý này chứ? Đây rõ ràng là học lỏng tài nghệ rồi đúng vậy. Thục phi muội muội, quay về đi. Đa tạ gia cát tiên sinh, ta đưa tên nam nhân này cho ngươi có được không? Ngươi để lại cho ta muội muội à? Người đó người đã mất rồi Được rồi, được rồi Không còn gì để nói rồi phải không Này chúng ta đã đem hết mưu kế có lợi Đều nói với các ngươi rồi Ta bây giờ còn có thể miễn cưỡng nói với các ngươi Nếu để chúng ta kể thêm Chúng ta còn có che mắt thiên hạ Vì nguyện đả triệu Dùng khỏe ứng mệt Nhân cơ hội phóng hỏa mượn đau giết người Dương đông kích tây vân vân và mây mây Hắn ta nói đúng không Nói đúng rồi ây ra hu 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 Nguyệt Bình muội muội đa tạ gia cát tiên sinh, ngài thật lợi hại, nàng có cần suy nghĩ lại không ấy ra. Ta không còn ai sưởi ấm chân cho ta nữa rồi. Người đấy, sứ thần đại nhân, vị này nhà các người, vị tinh tiên sinh thông minh này có kế mưu gì không? Khả khả, nếu như ván này ngươi lại để thua người của ta, ta sẽ lột ra ngươi ra làm khăn choàng có biết chưa? Ta biết rồi. Lên đi ừm. Tạm biệt ngươi xem đi tên hắc khả khả nhà ta có phải đã bỏ chạy rồi không đúng vậy ngươi mà không đuổi theo hắn sẽ chạy đến nhà rồi đa tạ chỉ giáo vinh hạnh rồi quận vương đuổi theo đánh chết hắn đi này đi đi thôi về nhà về nhà để lại mỹ nhân cho ta đi chứ ôi thật là gia cát tiên sinh đã lâu không gặp rồi ha ha đúng đã lâu không gặp cảm ơn gia cát tiên sinh đã ra tay tương cứu Đúng rồi, nói mới nhớ. Gia Cát Tiên sinh sao lại cho chấm địa chỉ giả vậy? Thật sự làm chấm tìm người mãi. Thực ra, thực ra ta không ở một chỗ cố định. Ta cũng không biết lần tới ta sẽ xuất hiện ở đâu. Hóa ra là như vậy. Điều này rất hợp với phong cách hành tung bất định của tiên sinh. Là chấm đã trách lầm nàng lần này rồi. Thật không ngờ, nàng thật sự mời được Gia Cát Tiên sinh đến đây. À phải, phải. Ai nói ta là do cô ta mời đến chứ? Không phải sao? Ta là do hoàng hậu nương nương mời đến Nếu không phải hoàng hậu còn lâu ta mới đến Hoàng hậu nương nương à Ừm Nói mới nhớ Hoàng hậu nương nương vẫn đang đi vệ sinh Đợi lát nữa sẽ đến đây Gia Cát Tiên sinh hừm Ngài quen biết thẩm mộ vân sao Tất nhiên là quen biết rồi Ta nói cho người biết Người đừng xem thường hoàng hậu nương nương của chúng ta Gia Cát Tiên sinh Ngài nói phải Nếu đã đến đây rồi Hay là hãy ở lại đi Chấm sẽ lập chức tổ chức một bữa tiệc để chiêu đãi khanh. Ha ha, không cần đâu. Đãi tiệc thì không cần. Tại hạ còn có việc ta đi trước đây. Ra khách tiên sinh. Không cần khách khí. Không phải khanh thích mỹ nhân sao? Chấm sẽ gọi hết người của Bảo Nguyệt Lầu đến đây. Tiểu lý tử bệ hạ. Không cần đâu ạ. À. Ây đi, người có ba việc gấp. Ta đi trước đây. Ra khách tiên sinh. Nhớ ký trước tiệc tối phải tìm được gia cát tiên sinh cho chấm. Vâng bệ hạ nô ta đã cử người đi tìm rồi. Còn có sắp xếp bên ngự thiện phòng vâng. Hoàng hậu, nàng chảy máu mũi rồi. Không phải chứ ngồi xuống trước đi ta lại chảy máu mũi sao? Không sao. Được rồi, máu ngừng chảy rồi. Đúng rồi, Hoàng hậu. Nàng đã gặp Gia Cát Tiên Sinh chưa? À, thiếp gặp rồi. Ông ấy nói với ta sau đó xuất cung rồi. Vội vội vàng vàng chạy đi rồi. Gia Cát Tiên Sinh sao lại không để ta chiêu đãi thế? Nghe nói Gia Cát Tiên Sinh là do nàng mời đến. Nàng và ông ấy có quan hệ gì sao? Ưm ừ, việc này ấy à? Nếu như ta nói ngày ấy là ca ca của ta. Người có tin không? Nàng không phải là con một trong nhà à? Sao lại có thêm một ca ca nữa chứ? Nói mới nhớ, nàng họ thầm. Ông ấy cũng họ thầm. Đó là bởi vì, ca ca của ta từ nhỏ bị đàn sói tha đi. Cha nương thiếp đều nghĩ huynh ấy chết rồi. Vậy nên trước này đều không cho thiếp nhắc đến. Nhắc đến chuyện đau lòng này, sợ rằng sẽ đau buồn khôn nguôi. Nhưng thật không ngờ, ca của thiếp năm ngoái đã tự mình quay về rồi. Được rồi, được rồi. Không ngờ Gia Cát tiên sinh lại có thân thế đáng thương như vậy. Hóa ra ông ấy lại lớn lên cùng với lũ sói. Chẳng trách ông ấy lại khó gần như vậy. Hành tung thì thần bí. Chấm nhìn thấy một loại hung tính trên người ông ấy. Huynh ấy rất tin vào loài sói. Ca ca nàng là một vị thần, chỉ là quá khó nắm bắt. Sau này, tuyệt đối không thể vì ông ấy lớn lên cùng bầy sói mà lại xem thường ông ấy nhất định rồi ây ra thật thoải mái chỗ đó chỗ đó nương nương sau này người tuyệt đối đừng dùng thân phận gia cát tiên sinh nữa nếu để hoàng thượng biết được sẽ xong đời đấy yên tâm đi sau này ta sẽ không dùng cái tên đó nữa trên thế giới này sẽ không còn người nào là gia cát tiên sinh nữa như vậy mới đúng nào Ưm, ha ha. Người quen Gia Cát tiên sinh sao? Có quen thì làm sao? Người giúp ta đưa cái này cho ngài ấy. Ây, người đưa ngài ấy sẽ tự hiểu. đây là cái gì thế đây là cái này cái này là hoa cải tóc là 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 ý gì thế là là biểu đạt ý nghĩa ái mộ ta xem cái này bên trong còn có một mảnh giấy bên trong ghi rằng tương tư như mộng mộng như khói tình dấu trong lòng đêm ngủ không ngon núi cao sông dài tình khó quên thiên nha địa hải ý tương liền ôi mẹ ơi thất tình à cô ấy thật dũng cảm sao ta lại cảm thấy trên đầu cố huyền di đang mọc sừng vậy nhỉ mẫu hậu tâm trạng phụ hoàng gần đây không được tốt lắm vậy sao sao ta lại không nhìn ra nhỉ ngài ấy không phải vẫn luôn có vẻ mặt nghiêm nghị sao là thật đó phụ hoàng đã mấy ngày không kiểm tra bài tập của con rồi cái này không tốt sao ngài ấy không kiểm tra bài tập của con con hãy trốn ra ngoài chơi đi đi thôi Phụ hoàng. Chào buổi sáng, hoàng hậu đang đưa Tiêu Nhi lên lớp sao? Phụ hoàng mẫu hậu con tự đi học được, không cần phải đưa con đi. Ha ha. A. À. A. À. Tiêu Nhi đứa trẻ này càng lớn càng phá phách rồi tiêu nhi là thấy chấm gần đây không vui muốn để hoàng hậu an ủi chấm đó hôm nay trời thật đẹp cái cây này cũng là thuật hoàng hậu chấm cảm thấy nàng đối xử với ta không giống như trước bỏ đi dỗ dành ngày ấy vậy ngày ấy dường như sắp bùng nổ rồi bệ hạ hôm nay sao lại ưu phiên vậy mộ dung tướng quân lập công lớn ở biên giới Mấy ngày trước ban sư về chiều, chấm đã thưởng cho ấy vô số báu vật. Đó không phải chuyện tốt sao? Sao ngại là buồn giàu như thế? Vốn dĩ nên là chuyện tốt, nhưng mà hai chân của mộ dung tướng quân bị thương nặng. Mãi mãi không thể đứng dậy được. Khiến ông ấy cả ngày đều buồn giàu ủ rủ, nhìn thấy trung thần của mình như vậy, thật sự nhịn không được. Thảm như vậy, vậy chân ông ấy bây giờ đã cắt cụt chưa? Cắt cụt là thế nào? Chính là chân của ông ấy còn hay không? Chân vẫn còn chỉ là không còn cảm giác được nữa. Vậy thì không sao cả. Có ta ở đây đều là chuyện nhỏ. Nàng đừng đùa nữa. Thái y lợi hại nhất trong cung. Đều nói hai chân đã phế rồi. Không có khả năng chữa được nữa. Ta không đùa với hoàng thượng. Nói không chừng ta có thể chữa khỏi thì sao? Lần trước tiêu hạ nguyệt hạ độc con trai ta. Không phải vẫn được ta chữa khỏi sao? Chấm vẫn luôn nghĩ nàng trước đây chỉ là gặp may ai may mắn gì chứ đưa ta đi xem mộ dung tướng quân đó đi đi thôi đứng ngơ ra đó làm gì đi nào mộ dung tướng quân mấy ngày này đều muốn tìm cái chết không biết đã bị hạ nhân trong phủ cản lại bao nhiêu lần chấm thật sự rất khó xử hoàng thượng hoàng hậu nương nương đến rồi ạ à, phía trước là phòng của tướng quân ngươi lui xuống trước đi chúng ta vào trong đi Mộ Dung Tướng quân. Không phải, chân của ông ấy đã tàn phế rồi sao có thể leo lên đó chứ? Mau đến giúp ta một tay. Mộ Dung Tướng quân. Tướng quân, ông ấy ngừng thở rồi. Để ta. Hoàng hậu đã là lúc nào rồi? Nàng đừng làm loạn nữa, nàng đang làm gì vậy? Hoàng hậu một 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 hai một ba một bốn nàng như vậy là bất kính với di thể của mộ dung tướng quân hai tám hai chín ba không a à a à, mệt chết ta rồi mộ dung tướng quân chuyện gì đã xảy ra vừa nãy mộ dung tướng quân không phải đã tắt thở rồi sao bệ hạ hoàng hậu nương nương hai người cứu thần sao ừm tại sao lại cứu thần thần bây giờ người không ra người còn không bằng để ta chết đi cho xong đau của ta đâu đau của ta đau của ta đâu rồi ây ra bệ hạ à đừng khuyên thần nữa để thần sống như một con chó già vậy chi bằng để thần chết đi cho xong đợi đã chúng ta không đến khuyên ông chính là chân này của ông nó vẫn còn có thể trị được người đang nói cái gì vậy ông đây là mắc bệnh thần kinh vận động cái gì chứ nói với ngài ngài cũng không hiểu tóm lại chân của ông rất dễ để chữa khỏi hoàng hậu nương nương đừng lừa lão thần nữa làm sao? Lời ta nói ông không tin sao? Ây ra không phải ông vẫn có thể cảm thấy đau sao? Tại sao lại nói chân ông phế rồi? Thần thật sự thấy đau rồi. Ha ha, trước đây thần chẳng có cảm giác gì cả. Hoàng hậu à sao người có thể làm được vậy? Bí mật. À à à. à. nếu đã có thể đi lại được rồi, thật là quá thần kỳ rồi. Thái hậu đều nhờ có hoàng hậu nương nương, nương nương nói điều trị thêm vài lần là có thể tự mình đi lại rồi. Mộ tướng lần này nhập cung là đặc biệt đến tạ ơn hoàng hậu nương nương. Ai ra trước đến giờ lại không biết. Y thuật của hoàng hậu lại giỏi như vậy, con thật sự đã lập được đại công rồi. Con muốn được ban thưởng gì? Được lắm kịch hay đến rồi. May mà mình đã cầy phim cung đấu nhiều năm như vậy, biết được đủ cách đối đáp. Mẫu hậu, chuyện này đều là việc thần thiếp nên làm. Thần thiếp không cần gì cả. Nếu như thật sự cần thứ gì đó, thần thiếp chỉ mong bệ hạ và mẫu hậu khỏe mạnh. Phúc thọ duyên nhiên. Được rồi, được rồi, quả là đứa con dâu hiếu thảo của ai ra. Các hoàng tử hiện giờ đều đã trưởng thành rồi. Đến lúc lập thái tử rồi. Hoàng thượng, ngài có người muốn chọn chưa? Tất nhiên còn thích Tiêu Nhi hơn. Với lại nó cũng là đích tử. Hoàng hậu lại rất thông minh. Tiêu Nhi là sự lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị thái tử. Ai ra và hoàng thượng suy nghĩ thật giống nhau. Vậy thì chọn ngày tốt đi. Phong Tiêu Nhi làm thái tử được. Cô nói cái gì? Hoàng thượng muốn lập con của tiện nhân đó làm thái tử. Đúng vậy thưa nương nương. Chết tiệt. Bổn cung nể mặt ra các tiên sinh. Không đi làm phiền hắn ta dám cướp vị trí thái tử của con ta thật không biết xấu hổ tiện nhân chính là tiện nhân tướng quân ở đây có đau không không đau nương nương nghe nói hoàng hậu gần đây đã chữa khỏi chân cho mộ dung tướng quân bởi vậy bệ hạ mới để ngũ điện hạ làm thái tử mộ dung tướng quân có thường xuyên đến tìm con tiện nhân này không khoảng cách ba ngày là đến một lần ta biết phải làm gì với tiện nhân nhà người rồi. Cô đợi đó cho ta. Bệ hạ, đây là món điểm tâm thần thiếp tự tay làm. Người thử chút đi ta không thích ăn điểm tâm. Cầm đi gì? Còn đứng đó làm gì hoàng thượng? Thần thiếp thấy tỷ tỷ đi cùng mộ dung tướng quân. Hoàng hậu đang chữa bệnh cho mộ dung tướng quân. Có gì mà đáng ngạc nhiên? Nhưng thần thiếp còn thấy, nhìn thấy tỷ tỷ đang tay trong tay cùng với mộ dung tướng quân, nắm rất chặt. Thần thiếp còn nhìn thấy, tỷ tỷ kề tai mộ dung tướng quân nói chuyện, rất thân mật. Bệ hạ, thần thiếp không nên nói những lời này, biết rõ không nên nói. Vậy nàng còn nói, thần thiếp, đây không phải là sợ tỷ tỷ làm ra chuyện gì không nên sao, làm tổn hại đến uy nghiêm của người. Hoàng hậu nắm tay tướng quân là vì bắt mạch cho tướng quân, kề tai nói chuyện cũng là, cũng không nói rõ được gì, nó không nói lên điều gì cả. Người đừng quá nuông chiều rồi, nhưng thần thiếp còn thấy tỷ tỷ và mộ dung tướng quân, câm miệng cút ra ngoài. tay trong tay thì thầm nói chuyện. <laughs> Tiểu lý tử nô tài ở đây, ngươi có cảm thấy, hoàng hậu gần đây xa lánh chấm rất nhiều. Có vẻ là như vậy. Thẩm mộ vân chẳng lẽ ngươi muốn phản bội chấm sao? Không, hoàng hậu không phải là người như vậy, phải nên tin nàng ấy mới đúng. Lần sau mộ dung tướng quân, vào cung tìm hoàng hậu trị thương ở chân thì báo cho chấm biết. Hôm qua đến chỗ Thục Phi, hôm kia là Nguyệt Tần, vậy hôm nay chính là ở nhà cũng liều hình cũng không đi đâu cả ha 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 bệ hạ sao người lại tới đây người uống say rồi mùi rượu trên người người nặng quá rồi người đừng qua đây người đi ra đi người đừng qua đây đi ra hoàng hậu sao nàng hết lần này đến lần khác từ chối chấm nàng trước đây không như vậy ta biết điều gì nên đến xe đến nếu hoàng hậu lại từ chối thì sẽ là bất kính đó nàng có biết hậu cung này có bao nhiêu người thèm muốn vị trí của nàng không xem ra hôm nay khó thoát cái chết rồi cũng được đưa đầu ra cũng là một đau thụt đầu lại cũng là một đau chịu thôi rất nhanh sẽ trôi qua hơn nữa cố huyền đài cũng khá đẹp trai nhắm mắt lại và tận hưởng thôi mình cũng không thua thiệt gì hoàng hậu cho chấm thêm một hoàng tử nữa đi không thiệt cái rắm Đại trưởng phu sao có thể sinh con Làm sao có thể ở trong cơ thể xinh đẹp này lâu được A, à, Mộ Vân Thiếp quên mất Bà gì của thiếp đến rồi không thể thị tẩm Bà gì Từ khi nào nàng lại có thêm một gì vậy Huống hồ bà ấy cũng không vào cung được Chính là kinh nguyệt Kinh nguyệt đến rồi không thể thị tẩm Chẳng nhớ rõ kinh nguyệt của nàng là cuối tháng mà bây giờ hình như thời gian không đúng a à người này làm sao ngay cả cái này cũng nhớ rõ như vậy thiếp bị rối loạn nội tiết tố rối loạn nội tiết tố là gì giải thích cho người người cũng không hiểu nói chung là ngày kinh loạn rồi đó không phải là chuyện nhỏ vậy nàng đã đến thái y khám qua chưa khám rồi khám rồi thiếp đang dùng thuốc đây vậy thì tốt vậy hoàng hậu nghỉ ngơi cho tốt chấm qua vài ngày lại đến được được hoàng thượng người đi cẩn thận bệ hạ ngài muốn đi rồi sao hoàng hậu tới tháng rồi chuẩn bị cho hoàng hậu nước đường đỏ vâng bệ hạ đi cẩn thận đây là tin rồi ây ra ha 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 Thưa bệ hạ, đêm nay sao nặng nề vậy? Đứng đây hóng gió cẩn thận bị nhiễm phong hàn. Mặc áo choàng vào đi. Tiểu lý tử ngươi nói một người, sao tính tình lại đột nhiên thay đổi như vậy? Bệ hạ người nói hoàng hậu nương nương sao? Hoàng hậu thật sự có chút không giống. Mà tối nay không phải đến chỗ nương nương sao? Sao lại quay về rồi? Nàng ấy không nguyện ý. Chấm cũng sẽ không cưỡng cầu. Nàng ấy, viện cớ để từ chối chấm. Nàng ấy nghĩ chấm nhìn không ra. Bệ hạ nhưng... Xem ra hoàng hậu trông rất vui vẻ. Thế là đủ rồi. Ngươi nói, hoàng hậu và mộ dung tướng quân sẽ không phải là thật chứ? Nếu không sao hắn luôn cự tuyệt chấm chứ? Không phải chứ? Hoàng hậu nếu là ngay cả Bệ hạ cũng không nhìn chúng, lại càng không thể nhìn chúng Mộ Dung Tướng quân. Ngươi nói Hoàng hậu không nhìn chúng chấm. Không phải thế nô tài rút lại lời, nô tài rút lại lời. Bệ hạ là vua của quốc gia, Hoàng hậu nương nương nhất định là vạn phần ái mộ. Mộ Dung Tướng quân, ngày mai phải vào kinh tìm Hoàng hậu tái khám. Đúng vậy, Bệ hạ vậy thì tốt, kêu tất cả các phi tần cùng đi ngắm hoa, không thể để Hoàng hậu có cơ hội ở một mình với hắn ta. Vâng Bệ hạ. hoa đẹp quá, hoa đẹp quá tỷ tỷ, hoàng thượng năm nay hoa nở thật đẹp. Giang Nam không có gì, nói về một mùa xuân, hoa này rất hợp với thuộc phi muội muội. Muội có đẹp không tỷ tỷ, muội là đẹp nhất đáng ghét. Chấm biết hoàng hậu và thục phi luôn bất hòa. Sao hôm nay thân thiết vậy? ấy vậy sao hoàng đế này quản thiên quản địa, còn quản mình đối tốt với ai? Tỷ tỷ, tỷ muốn ở trước mặt bệ hạ, thể hiện sự khoan dung và hiền lành của mình sao? Thật tiếc cho những bông hoa này, đang nở đẹp thì bị tỷ ngắt xuống rồi. Ngồi đây là thích hoa sao? Vậy thì tất cả những bông hoa trong vườn này đều để muội chăm sóc, thì được rồi, hoàng hậu nàng chắc cũng mệt rồi. Có muốn cũng chúng ta nghỉ ngơi không? Được vậy, ta đi ngồi trước đây. Bệ hạ nương nương, mộ dung tướng quân đến rồi. Được rồi, để tôi đi chữa chân cho ông ta, để ông ta tự thân đến không tốt sao? Sao phải để nàng vất vả chạy qua đó? Chân ông ta như thế này thì đừng phiền ông ta đau lòng vì hắn như vậy để hắn ta tự đến được thật là kỳ quái chẳng lẽ hôm nay hắn uống nhầm thuốc rồi lão thần tham kiến bệ hạ hoàng hậu nương nương thỉnh an các vị tiểu chủ mộ dung tướng quân chân này của ông hôm nay đau không có cảm giác rõ ràng rồi vậy chân này cũng có cảm giác rồi ngộ dung tướng quân người ta chạm vào chân anh như vậy có đau không sao lại đau chứ một chút cũng không đau đáng ghét vậy chỗ này đau không cũng không đau tay của nương nương thật chẳng a à. hồi phục rất tốt tôi sẽ châm thêm hai mũi nữa kết hợp với hồi phục chức năng là được rồi đa tạ nương nương như huỳnh có thể đau một chút ông nhịn một chút rồi sẽ khỏi thôi thiếp thật sự chán cũng điện sâu thẩm này lắm rồi sau khi chân người lành lại có thể nào đem thiếp đi không được lão phu nhất định đưa nàng cao chạy xa bay cho đến khi núi sụp đổ suối cạn khô sấm sét ầm ầm vào mùa đông tuyết rơi vào mùa hè mới chia ly <laughs> hoàng thượng có vẻ rất tức giận lẽ nào những lời hôm đó của ta có tác dụng hứ ừ. bệ hạ người sao vậy không sao cả, chấm có chút không khỏe, quay về nghỉ ngơi trước. Bệ hạ người đợi thần thiếp với. Ai lại chọc giận hắn rồi, lão thần cũng không biết. Châm cứu đã xong rồi, lão thần cũng xin cáo lui. Lần sau ta lại xem giúp cho ông. bây giờ thì biết rồi xem ra nàng còn biết chấm tức giận rồi nàng thân là hoàng hậu phải biết cách né tránh tránh xa mộ dung một chút sao không nói gì cả đang giả câm à nàng nói vài câu để chấm vui vẻ cũng không nói sao bệ hạ hoàng hậu đâu nô tài không biết thưa bệ hạ bệ hạ thần thiết bệ hạ bệ hạ thẩm mộ vân đều tại ngươi hại bệ hạ không thèm để mắt đến ta ta nhất định phải giết ngươi ngươi là đồ tiện nhân ừm à... <laughs> lưu quỳnh ngươi có thấy gần đây cố huyền đài rất kỳ lạ không tính tình lúc nào cũng sáng nắng chiều mưa nương nương người thật sự không biết tại sao bệ hạ lại kỳ lạ như vậy sao ta nên biết không nguội hỏi qua lý công công rồi bệ hạ đây là ăn giấm chua của ngài và mộ dung tướng quân rồi nương nương bệ hạ ngài ấy rất quan tâm đến người hèn gì anh ta lúc nào cũng kỳ lạ như vậy tôi và lão quân như vậy hắn cũng có thể ghen được sao hắn ta nghĩ gì thế đúng rồi nương nương tháng sau là sinh thần của thái hậu nương nương người đã nghĩ ra tặng quà gì chưa sinh thần vậy năm trước ta tặng gì nương nương người còn nhắc đến năm trước người không phải quên rồi chứ năm trước người tặng thái hậu một áo lông cáo thái hậu rất tức giận nói người làm tổn hại công đức của thái hậu thái hậu nương nương lớn tuổi rồi bà ấy sẽ không muốn nhìn thấy những vật sát sinh như vậy vì vậy năm nay ngài có chủ ý rồi được lưu quỳnh ngươi cứ yên tâm chọn quà tặng cho nữ nhân ta nắm trong lòng bàn tay ưm ừ. ưm ừ. Hôm nay là sinh thần của Thái hậu Nương 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 đã mở tiệc chiêu đãi Thiên hạ đều ăn mừng Mong mọi người cứ thoải mái Cùng chúc Thái hậu Nương Nương ngàn thỏ vạn thỏ vạn thỏ vô cương Được được Mẫu hậu thần thiếp đặc biệt chuẩn bị lễ mừng thọ cho người Mong rằng người sẽ thích Làm phiền ngươi rồi Ừm, là một lọ đan dược nương nương, Thái hậu nương nương bị bệnh sao, làm sao lại tặng đan dược vậy? Cái này ở yến hội Thái hậu nương nương tặng đan dược, đây không phải là nguyền rủa nương nương sao? Mẫu hậu người hiểu lầm rồi, đây là hoa sen đúc nhan đan, nó có thể điều khí huyết đả thông kinh mạch, trẻ hóa làn da. Đây là danh y mà thần thiếp đã tìm khắp thế gian, vì mẫu hậu mà tìm đến, thì ra là công thức làm đẹp, trả trách, Tiêu tiểu chủ thật sự là chu đáo, đúng đó tìm danh y khắp thế gian cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ừm, chắc hẳn Thái hậu nương nương cũng bị cảm động rồi. Ta thích món quà này, đa tạ mẫu hậu người thích là được rồi. Năm nay chấm đã chuẩn bị cho nàng một phần lễ mừng thọ. Lát nữa đưa trực tiếp cho mẫu hậu là được, chắc chắn không xảy ra sai sót gì. Người đây là không tin ta, yên tâm quà mừng thọ ta đã chuẩn bị rồi. Nàng sẽ không tặng món quà nào mà khiến mẫu hậu không thích nữa đấy chứ không thể nào năm trước chuyện năm trước ta không nhắc đến nữa nàng xem tiêu hà nguyệt tặng mẫu hậu thuốc làm đẹp mẫu hậu rất thích cẩn thận đấy con mắt nào của người thấy mẫu hậu thích quà của tiêu hà nguyệt việc rõ ràng ai cũng nhìn thấy tiêu hà nguyệt tặng mẫu hậu thuốc làm đẹp trước mặt nhiều người như vậy đây không phải trắng trợn nói mẫu hậu già rồi sao không có nữ nhân nào thích thừa nhận điều đó nuỗi mẫu hậu nói không thích vậy chả phải cũng không được sao vì vậy mẫu hậu chỉ đang giả vờ thích thôi nói như vậy cũng có chút đạo lý đó hơn nữa người đều sẽ già đi đó là quy luật tự nhiên trên thế giới này không có gì có thể chỉ hoãn nó món đồ đó tin ba phần là được rồi ngộ dung tướng quân đến thái hậu nương nương thần có việc nên chậm trễ xin thái hậu thứ tội mộ dung tướng quân mời ngồi xuống có vẻ như chân ngươi đã ổn rồi đúng vậy đều là nhờ hoàng hậu nương nương nếu không thì bây giờ cũng không thể đứng đây chúc mừng thọ thái hậu người nhìn ta làm gì đây là món quà lão Trần Thần chuẩn bị kỹ lưỡng vì ngài. Mong Thái Hậu đừng chê bai. Ây ra, mộ dung tướng quân có thể đứng lên đi. Lưu Dương mau đi rót rượu cho mộ dung tướng quân. Ừm. Đây là bộ y phục gấm nổi. Đây chẳng lẽ là phù quang cầm tắc vàng trong truyền thuyết? Phù quang cảm cừu, gấm lụa nổi, một biển màu màu đẹp, như rồng và phượng hào với nhau. Vô cùng tinh xảo, ngọc trai chín màu, người xem trói mắt, được được, thật sự là món đồ tốt, nhìn thấy chưa hả? Đây mới là bộ dáng mẫu hậu thật sự thích. Người nhìn với ánh mắt gì vậy? Không phải chỉ là phù quang ảnh thôi sao? Trông nàng như chưa từng thấy qua, ta thấy hắn là đang cố ý đến trễ, cố ý thu hút sự chú ý của nàng. <laughs> Xem ra hôm nay mọi người đều vì mừng thọ mẫu hậu, mà tận tâm chuẩn bị lễ vật, tỷ tỷ đã chuẩn bị quà mừng thọ gì thế? Nếu như hoàng hậu không chuẩn bị gì bỏ đi, không cần tặng nữa. Mẫu hậu, người đang nhớ đến bộ lông cáo năm ngoái tỷ tỷ tặng cho người sao? Nguội nguội đến từ đôn hoàng à? Vẽ chuyện ra nhiều thế. Người này... À? mẫu hậu thần thiếp đã chuẩn bị cho người lễ mừng thọ nhưng mà phải muộn một chút mới dâng lên được đó là vật thần bí gì thế mẫu hậu đợi rồi sẽ rõ giả thần giả quỷ đến lúc đó không lấy ra được thứ đồ tốt nào lại mất mặt đấy ngươi xong đời rồi thẩm mộ vân đêm nay đem số thuốc này hạ thuốc vào ly rượu của hoàng hậu và mộ dung tướng quân đã biết chưa vâng ạ à. nô tài nhất định sẽ làm thần không biết quỷ không hay uống xong ly rượu này ngươi sẽ bại trong tay ta sao lại nóng như vậy chứ thái hậu nương nương lão thần trong người không khỏe muốn ra ngoài hít thở khí trời đi đi cẩn thận bị phong hàn vâng tạ thái hậu nương nương mắt của ngươi đều dán hết lên người cái tên mộ dung kia rồi kỳ lạ thuốc của thẩm mộ vân sao vẫn chưa phát tác dụng tỷ tỷ muội kính tỷ một ly không phải hôm nay là thọ thần của thái hậu muội kính ta làm gì trước đây là muội làm không đúng mong là tỷ tỷ có thể không chấp nhất với muội á à, xin lỗi tỉ tỷ, tránh ra muội không cố ý thủ đoạn của ngươi cũng quá tầm thường rồi tay của ngươi bị tàn phế rồi à kính cái rượu của không biết kính bệ hạ còn không mau xuống đi thôi bỉ đi ngươi cũng đừng nói nữa bệ hạ mẫu hậu thần đi thay y phục nha đi nhanh về nhanh nương nương còn ta đợi đó đi á à. ra Ngươi là ai? Tại sao lại muốn nhốt ta ở đây? Thả ta ra Kỳ lạ Mộ dung tướng quân ra ngoài lâu như vậy mà vẫn chưa trở về Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ Hoàng hậu nương nương cũng ra ngoài lâu như thế rồi Bây giờ cũng chưa quay về Thì đó, mộ dung tướng quân vừa mới ra ngoài Thì hoàng hậu nương nương liền rời đi Này không lẽ là im miệng Dám vu khống hoàng hậu, ngươi không muốn sống nữa, phải không? Thần không dám, thần sai rồi, xin hoàng thượng tha tội. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Tiêu quý nhân sao thế? Bẩm mẫu hậu, có người bắt gặp mộ dung tướng quân và hoàng hậu tỷ tỷ, họ. Nói gì, họ thế nào? Họ ở một cung điện không người tằng tiệu với nhau. Người biết người đang nói gì không? Là cung nữ nói đó. Trong thọ yến của Thái Hậu, sao lại xảy ra chuyện như thế? Điều này thật quá thiếu đứng đắn. Vừa bắt đầu ta đã cảm thấy, gương mặt này của Hoàng hậu là không an phận. Không ngờ quả nhiên như thế. Lại đi làm loại chuyện vô liêm sĩ này. Họ đang ở đâu? Đưa ai ra đi? Còn không mau đưa mẫu hậu đi, mộ dung tướng quân và hoàng hậu nương nương ở trong mở cửa ra vâng á à, mộ dung tướng quân sao ngày lại sao mấy người đều đến rồi thẩm mộ vân ngươi thật sự trơ trẽn như thế chấm làm sao bảo vệ ngươi mộ dung tướng quân hoàng đế trọng dụng đào tạo ngươi ngươi lại làm ra loại chuyện không xứng với bề tôi thái hậu nương nương lời của mọi người lão thần nghe không hiểu ngộ dung tướng quân ngài đừng giả vờ nữa thẩm mộng vân bây giờ vẫn còn bên trong mau gọi cô ta ra đây hoàng hậu nương nương nhưng cô ta không có ở đây ngài đừng che giấu nữa người đâu tìm cho bổn cung thẩm mộ vân nhiều người nhìn như thế người chết chắc rồi như thế này thì bệ hạ cũng không bảo vệ được ngươi đủ rồi đừng tìm nữa hoàng hậu nương nương chắc chắn không ở trong hoàng hậu không phải loại người này bệ hạ lòng bao che của người cũng rõ ràng quá rồi tỉ tỉ mấy ngày trước đi cùng mộ dung tướng quân rất gần mấy người đây là đang nghi ngờ lão thần và hoàng hậu nương nương điều này thật là vô lý bẩm bệ hạ thái hậu nương nương bên trong không có người nào cả không thể nào thẩm mộ vân sao lại không có bên trong ngươi đã tìm kỹ hết chưa đây là gì thế? Đẹp thật, đây là cái gì? Thật không ngờ lại đẹp đến vậy, quá tuyệt vời, thật đẹp quá đi, lúc sinh thời không ngờ có thể nhìn thấy cảnh tượng trắng lệ như thế, mau xem, mau xem, cây lửa rực rỡ, đêm sáng như ban ngày, ánh sao rơi như mưa. Ngọn nến bạc ánh sáng thu lạnh trên màn tranh, chiếc quạt lụa nhẹ phe phẩy đuổi đom đóm. Màu đêm trên bậc thang trời mát lạnh như nước. Xem sao trước nữ và như Lang. Thẩm Mộ Vân, sao tỷ lại ở đây? Tỷ bây giờ rõ ràng nên ở bên trong mới đúng. Á, à. mẫu hậu, loại hoa này được gọi là pháo hoa, là giải ngân hà đầy sao mà con tặng cho người. Mộ Vân, con có lòng quá. Đây là tỷ làm sao? Người trong lòng thần thiếp, rực rỡ nổi bật, đẹp vượt trội hơn tất cả các hoa. Ai ra đã lớn tuổi thế này rồi? nói như thế ai ra cũng thấy ngại lắm hoàng hậu nương nương nói không sai thái hậu quả thật giống như trăng sáng rực rỡ đẹp tựa giải ngân hà không chỉ như thế thái hậu nương nương còn là một vị hiền hậu vĩ đại muôn đời bất hủ thực sự là nhờ phúc của thái hậu nương nương mới có thể thưởng thức được món đồ được gọi là pháo hoa này có phải không đều nhờ thái hậu nương nương đưa chúng ta đi xem nếu không nào có phúc thấy đây là quả sinh thần con tặng cho ta mẫu hậu người còn thích không thích thích đây là món quà đặc biệt nhất mà ai ra nhận được bấy nhiêu năm nay, đẹp thật. Nàng lúc nãy đã đi đâu? Đương nhiên là đi chuẩn bị quà rồi. Thấy thế nào, món quà này có phải độc đáo lắm không? Không làm chàng thất vọng chứ? Nàng làm sao làm ra được thế? Á à muội muội sức phổi của muội tốt thật đấy thẩm mộ vân tỷ bây giờ rõ ràng nên ơ bên trong gian díu với cái tên mộ dung tướng quân mới đúng không được nói bậy hoàng hậu rõ ràng là đi chuẩn bị quà sinh thần cho ta gian díu ta ư với mộ dung tướng quân ha 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 cười chết ta muốn gán tội gì thì không thiếu lý do lão thần sẵn sàng chết để giữ gìn sự trong sạch ngài đợi đã ngài cũng tự tin quá rồi Người chết để chứng minh trong sạch có ích gì. Lẽ ra người nào đưa ra yêu cầu thì người đó phải cung cấp chứng cứ mới đúng. Đương nhiên rồi. Ngươi nói ta với mộ dung tướng quân gian díu. Ngươi có chứng cứ gì? Chứng cứ đương nhiên là tỷ và mộ dung tướng quân cùng nhau mất tích lâu như thế. Vậy thì có thể nói rõ cái gì? Với lại ta là vì ngươi đổ nước lên người. Ta mới ra ngoài. Ta có thể nói là ngươi có ý đúng không? Ngươi. Vậy mộ dung tướng quân, Ngài một mình ở đây y phục không nghiêm chỉnh, chắc chắn có vấn đề. Lão thần cơ thể không khỏe, tìm cái cung điện trống để nghỉ ngơi. Có vấn đề sao? Nghỉ ngơi, ai tin chứ? Người rõ ràng rõ ràng cái gì? Muội muội, người tự tin như thế nói ta với mộ dung tướng quân có gì đó, ít ra cũng phải sắp xếp cho ta một người trẻ tuổi chứ. Người nói bậy gì thế? Người ngậm máu phun người. Hai lý này đều là rượu mà ngươi đã đụng tay vào. Hoàng thượng Trong hai ly rượu này của Hoàng hậu Nương Nương Hoàng đường Không ngờ lại làm ra loại chuyện này Không phải con đâu mẫu hậu Mỗi ấy là người có tiền sự Độc của Tuyết Nhi là mỗi ấy hạ đó Độc phụ nhà ngươi từng hại Tuyết Nhi Bây giờ lại muốn hại Hoàng hậu Người không thể chỉ nghe một phía của tỷ ấy Tỷ ấy nói thuốc đó là ta hạ Tỷ ấy có chứng cứ gì Cần chứng cứ chứ gì Đưa người qua đây <laughs> bệ hạ tha mạng, thái hậu nương nương tha mạng, nô tài cũng là bị ép, cho nên mới hạ độc vào rượu cho hoàng hậu nương và tướng quân. Tất cả điều này đều là cô ta chỉ đạo. Hắn nói là đúng thật sao? Á! À. Không phải như thế. Muội muội, muội hạ thuốc trắng trợn như thế, coi mũi ta là không có ư? Lưu Dĩnh, mau rót rượu cho Mộ Dung tướng quân. Vâng. Mộ Dung tướng quân. Lưu Dĩnh cô nương là nhận lệnh của Hoàng hậu nương nương, bảo lão thần đừng uống rượu đó. Lão thần nghe lời, ha 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 người đâu, đưa độc phụ này đưa vào lãnh cung, mãi mãi không được ra ngoài, đừng mà bệ hạ. Thẩm mộ vân đều là tại tiện nhân ngươi, ta nhất định còn sẽ quay về. Mẫu hậu, người có cảm thấy pháo hoa bây giờ càng đẹp hơn không? Này, chàng có phải cũng tưởng rằng ta có gì đó với ngộ dung tướng quân không ngộ vân chấm không có chấm vẫn là rất tin tưởng nàng người đàn ông này trong lòng nghĩ gì thế chàng đừng giả vờ nữa dù gì nàng biết suy nghĩ của chấm vậy nàng nên tránh xa đàn ông khác một chút ấy ra nói với chàng đàn ông ấy trái tim cần phải rộng lượng và biết bao dung có vài chuyện mắt nhắm mắt mở là qua chuyện rồi ý là sao không lẽ nàng đang cùng mộ dung tướng quân Sao có thể chứ Hắn cũng lớn tuổi như thế rồi Ai ra, ta á Vẫn là yêu chàng nhất, yên tâm đi Sớm xét rồi Lần trước duyên không bị điện giật Ta có khi nào được quay về rồi không Ha 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 hoàng hậu Nàng muốn đi đâu Ha 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 đến đây Đến đây Sớm đâu sao lại không đánh nữa hoàng hậu nàng làm gì thế <laughs> ta quay về rồi á à, còn ổn khổ ổn chỉ là một giấc mơ bác sĩ thẩm anh tỉnh rồi chủ nhiệm thẩm anh tỉnh rồi bệnh nhân tỉnh rồi sao hoàng thượng bác sĩ thẩm anh tỉnh rồi